mình xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện truyện xưa. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Thu Quỳnh lại tiếp tục mang đến cho quý vị một câu chuyện ngắn. Không biết rằng nội dung của câu chuyện ngày hôm nay sẽ có gì hấp dẫn và thú vị. Xin mời quý vị hãy theo dõi cùng với Thu Quỳnh để lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. một chàng trai tốt cũng có thể trở thành trap boy. Tất cả đều có lý do, nhưng rốt cuộc từ kẻ bị lừa thành kẻ đi lừa hay từ kẻ đi lừa thành kẻ bị lừa, tôi cũng không hiểu thế có phải là lừa tình hay không. Có phải điều mà một trap boy như cậu ta đáng phải nhận hay không? Hay người con gái ấy quá quỷ quyệt, che giấu nội tâm trắng rết bằng khuôn mặt hiền lành của thiên thần? Mọi chuyện Tôi chứng kiến nó như một tập phim siêu thực đến nực cười, nhưng lại là thực tế. Thực như sống là phải thở dậy. Tôi có cậu em năm nay 25 tuổi, dáng cao ráo, 1m75, đẹp trai cuồn ngầu, thuộc diện có số má ở xóm chợ này. Thắng không có nét đẹp như hot boy Hàn Quốc với kiểu da trắng hồng. Người mình hạt mà cậu ta dáng cân đối, khỏe khoắn với bụng có chút cơ bắp và da ngâm đen Tên đầy đủ của cậu ta là Đinh Mạnh Thắng Cậu ta là con trai một Trên có hai chị gái Bố cậu ta tức là chú của tôi Thường tự hào mà khoe là Cố mãi mới được thằng con Nó đứng chữ Đinh Chỉ mong nó có chút tài Nhưng mà chữ Đinh cũng nặng gánh giấc giả dạ lắm Thế mà còn tuổi sửu nữa Thiếm tôi tên là Hương Bà chán nghe chồng lèm bèm câu nói đó Đến hơn hai chục năm Thì cãi lại chồng Cớm, ông cứ ở đó mà phán như thầy như bà Miễn dạy con ngoan là được còn sống sao, giàu nghèo sướng khổ thì trời định Con người có số cả Về chuyện này thì tôi đồng tình với thím Nhưng quả là trời thương Cô cậu từ bé đã không có điều tiếng hư hỏng gì Ngược lại rất có trách nhiệm với gia đình Căn bản, tùy chiều con Nhưng chú thím của tôi vẫn luôn uống nắng, dạy bảo Nhà cũng không có điều kiện như người ta Nên khi thắng lớn Hai chị đi lấy chồng thì nó cũng ở nhà học việc cơ khí, chứ không chọn đi học chuyên nghiệp chị cả thương em lại khuyên cậu đi học đi biết đâu được trạng danh gia đình nhà có cậu là con trai nếu khó khăn giúp được chị sẽ cố gắng giúp thắng gạt đi ôi trời ơi dân quê thì lo cuộc sống ổn định thôi chị ạ à. học hết cấp 3 rồi em học lấy cái nghề sau này biết đâu mở được cái xưởng nho nhỏ cũng làm giàu được đúng là cậu ta không làm cho gia đình thất vọng thắng chăm chỉ cần cù chịu khó học hỏi nên nhanh thành nghề rồi lại làm luôn cho xưởng đó. Cho đến năm 20 tuổi, cậu ta biết yêu. Không, đó phải là chính thức yêu mới đúng. Dưới thị trấn nơi thắng làm việc có một tòa nhà buôn cây cảnh. Chủ nhà đó là ông Thiện, hàng ngày vẫn thường sang xưởng chơi, ngồi uống trà tán phét, mấy lần để ý thì liền khen. Thằng này đẹp trai, lại làm ăn đàng hoàng, thì dưng làm rễ của chú, mày có ưng không? Tao giới thiệu con gái tao cho, nó sắp học xong cấp 3 rồi đó Thắng cười Thợ cơ khí như cháu Chân tay thô ráp Sợ con gái chú chi Ông Thiện lại chau mày Chị là thế nào Một thằng đẹp trai hiền lành Lại chịu khó như mày là tốt rồi Thế mày lấy số điện thoại nó không Tao cho mà làm quen Nên duyên hay không là do chúng mày Ông chủ xưởng lại vuông vào Cậu cứ mạnh dạn lên anh xem nào Biết đâu thời tới cản không kịp con gái nhà chú tiện xinh lắm nhà chú lại gia giáo thì mày còn chờ gì hơn thắng sau những giây phút đắn đo tự ti thì nói với ông thiện dạ vậy chú cho cháu xin số ạ à. mong là em ấy không chê cháu ông thiện không vội đáp lại mà lục điện thoại trong túi rồi mới đọc số sau khi thấy thắng đã lưu thì dặn dò con gái tao tên dung tao đảm bảo đã dạy nó nữ công gia chánh đầy đủ giờ kiếm được mỗi tử tế cho nó là tao yên tâm Thắng lại cười hiện, mấy lần cậu ta đã để ý cô nàng, nhưng nghĩ mình bọt bèo quá nên ngại không dám bắt chuyện, nay được hậu thuẫn mới dám làm quen. Tôi ấy cơm nước xong xuôi, lên phòng, Thắng mới áp số điện thoại của ông Tiện vào tìm kiếm Zalo Hiện lên, nick là Trung Trinh. Người con gái có khuôn mặt trái xoan với dòng hoa trên đầu khiến ai cũng siêu lòng. Không chần chừ nữa, Thắng gửi lời mời kết bạn ngay, thế rồi cậu hồi hộp cho kết quả. Đến 10 phút sau mới có phản hồi đồng ý từ người đẹp làm cho Thắng tìm đập thình thịch cầu tiến tới tin nhắn làm quen. Xin lỗi nếu đã phiền em, cho anh làm quen được không? Anh tên Thắng, làm thợ cơ khí ở xưởng anh Huy. Dùng đọc tin nhắn lại phì cười, đúng là dụng gì? Ai lại làm quen con gái nhà người ta mà như đi khai thông tin làm thể căn cước không dân như vậy chứ? Nhưng vì anh chàng trông cũng đẹp trai, lại thật thà nên dùng trả lời lại dạ em nhận ra rồi sao anh có số điện thoại của em đó thắng trả lời bằng icon dễ thương rồi mới khai nói em tin không chính bố em đã cho anh đấy dung ngại ngùng ôi người bố kính yêu của em lại lo con gái ế rồi suốt ngày bố bảo tao không đi học phụ huynh cho mày đâu bao giờ mới được đi mời cưới đây thắng cũng vui vẻ nhắn tiếp thế nên bố đã trao cơ hội cho anh và anh hy vọng em cũng thế cho anh cơ hội được chính thức làm quen với em nhé. Dung cũng đáp lại, thay cho câu đồng ý. Dân, em rất vui được làm quen với anh. Từ ấy, hai đứa trò chuyện qua lại, cho đến khi Dung thì tốt nghiệp trung học phổ thông, thì thắng, chính thuốc ngõ lời trong góc công viên hai người đã từng ngồi. Dung à, làm người yêu anh nhé. Cô nàng đôi chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu bén lẻn đồng ý. Vậy là chính thức họ tạo nên một mối tình. Vậy làm Thắng phấn khởi hơn hẳn, cậu cũng mong rằng sẽ cố gắng vì một tương lai với chung mà xây đắp, ngồi nhà cho những đứa trẻ, đến ông Thiện và anh Huy cũng mừng cho đôi trẻ. Ông Trường hay nói mỗi lần Thắng đến chơi. Mai này, chúng mày mà có lấy nhau thì tao cho mảnh nương trong quế, vợ chồng Tần Tảo cũng đuổi sống nuôi con. Thế nhưng Dung lại có ước mơ xa hơn, cô ước được làm cô cháu được đến trường dạy các em nhỏ, không phải giấc giả lắm lem trên đồi nương dưới ruộng. Một ngày thấy người yêu bần thần suy nghĩ, thắng hỏi Dung. Em có gì buồn hả? Hay anh đã làm gì sai? Dung im lặng hồi lâu rồi mới nói. Em, em muốn tiếp tục đi học. Thắng quá đổi bàng hoàng, nhưng rốt cuộc vẫn là ủng hộ người yêu. Vậy thì em cứ học đi, anh chờ em dùng như cờ được nút thắng trong lòng nhưng vẫn đáp lại nhưng mà em không muốn xa anh thắng lại trấn an người yêu anh chờ em được em cứ yên tâm học hành chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé dùng ôm chầm lấy người yêu lần đầu tiên họ đi quá giới hạn thứ tình yêu trong sáng ấy cũng đã dướng sắc trục chuyện thể xác thực ra như bao chuyện khác đều có hai mặt cả vì tình dục là thứ gắn kết hoặc sẽ trở nên hận thù nhưng không bàn cãi là vì Dung lúc ấy yêu thắng thật lòng nên mới dần hiến cho cậu. Chỉ là đời ai biết trước rồi mai này sẽ ra sao. Dù rằng từ khi Dung đổ cao đẳng sư phạm, dưới tỉnh thì thắng vẫn luôn nhất mực chung tình. Hàng tháng, thắng trích một phần lương gửi cho người yêu có tiền chi tiêu, thêm cho đỡ khó khăn. Chính vì thế bố mẹ Dung ở nhà cũng quý thắng lắm. Chuyện vui gì họ cũng gọi con trẻ tương lai đến, hơn một năm, nỗ lực cố gắng của Thắng và từng ấy thời gian yêu xa, đôi trẻ thường chỉ gặp nhau dịp hè và Tết. Tết năm ấy, hai bảy, Dung mới dậy. Thắng đi đón người yêu, lòng đầy hạnh phúc. Nhìn thấy bạn trai, Dung cũng cười thật tươi. Cuối cùng là Thắng đưa Dung về nhà mình trước. Mẹ Thắng cũng vui lắm, bà phần nào mong rằng con trai sớm yên ổn chuyện gia đình. Khi Dung về lại nhà, thím tôi còn gửi cho con dâu tương lai cặp bánh mở giớt để biếu mà nếu đời chỉ bình dị đến thế thì đó có chuyện hay bởi khi về nhà dung thì lại khác thắng gà lăng lịch sự đến nhà người yêu mang theo cả giỏ quà phải nói cậu ta rất chu đáo ông thiện đương nhiên là giữ con rể tương lai ở lại ăn cơm tối hôm ấy khi men rượu đã chén choáng thắng muốn đi ra ngoài đi vệ sinh khi thấy bên trong đã có người nên cậu ta đành ra giường chuối mà gửi tình yêu vào đất chưa kịp dặn dòi xả thì nghe tiếng ai đó nhỏ nhỏ em nhớ anh nhưng mà bố mẹ chưa cho phép yêu đương em không thể công khai được và em còn lý do riêng anh thương em mà chấp nhận được không thắng nhật mình hoảng hốt đó chẳng phải là giọng của Dung đấy sao quá thất vọng cậu ta như chết lặng mặt gục xuống nước mắt đàn ông không rơi được nhưng trái tim bị cắt ra thành nhiều mảnh dùng cấp điện thoại quay ra thấy bóng đèn lù lù đổ xuống cái chụp thì giật mình hét lên Mẹ ơi ma Cả nhà ông Thiện cũng chạy ra Thì bóng đen đó cũng từ từ đứng lên Định thần lại Trong cái tối mờ mờ của ngày đông Thì Dung nhận ra người yêu Cô dội dã hỏi thăm Anh Thắng sao anh lại ở đây Dung xích lại Thắng Nhưng Thắng đẩy cô ra Cậu em tôi đã bị tổn thương quá sâu sắc Thắng gào vào mặt Dung Em yêu nó lâu chưa Biết không thể giấu Dung đáp lại rất nhỏ. Em với người đó mới quen thôi. Nghe những câu từ lắp bắp của Dung, Thắng đáp lại có chút xót xa. Nghe lời em nói với hắn thì không chỉ là mới quen đâu. Dường như em đã siêu lòng. Vậy thì em tiến tới đi, anh không trách em, cũng không làm có em. Một thằng thợ như anh không xứng với em, cũng không đáng để em bận tâm đâu. Dung bật khóc. Em xin lỗi, em sẽ chấm dứt, em hứa đó tại vì anh ta theo đuổi quá cho nên em có chút động lòng em sẽ không như vậy nữa đâu thắng đáp lại với giọng khô khan anh nghĩ mình không thể tiếp tục nữa anh không trách gì em cả coi như chúng ta hết duyên hy vọng em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn ông thiền chỉ biết gọi tên cậu con rể tương lai giờ thành rể hụt thắng ạ à, cậu ta dựng lệ phép đáp lại ông cháu xin lỗi chú cháu và dung không thể đến với nhau nữa rồi ông thiện cũng chỉ biết nói mấy từ đầy vẻ miễn cưỡng bác xin lỗi tại con bác hư thế nhưng thắng không đáp lại mà xin lỗi rồi đi về ngay sau đó khi ra đến ngõ thắng còn nghe tiếng bốp khá gian chắc ông thiện đã tác động vật lý với con gái rồi còn la mắng học hành lắm làm gì để thành ra thế này nó là đứa đàng hoàng lại lo cho mày bấy lâu đó không đơn giản là tiền mà còn là mồ hôi công sức của nó đổi ra tình nghĩa cho mày tiền thì trả được tình nghĩa thì sao đây Tiễn dung khóc rưng rức giữa cái trì rào gió trích của tháng chạp nghe não lòng hòa lẫn vào đó là tiếng vợ chồng ông thiện ông ơi chuyện đã thế này rồi ông bình tĩnh đã không lẽ ông định đánh chết nó hay sao nó là con mình đó thắng nghe như thế thì bỏ đi cũng không quan tâm gì đến gia đình họ nữa. Lúc này cậu mới khóc, cú sốc tình cảm thực sự khó chống đỡ. Dũng thắng chẳng kể gì với gia đình, nên chẳng ai hay biết gì cả. Thiếm tôi cứ thắc mắc, sao Dung không đến chơi? Mãi sau mọi chuyện mới dở lỡ. Thương con, gia đình chú tôi cũng không nhắc đến người con gái ấy hay trách móc gì cô bé ấy cả. Chỉ là thắng ngày càng trầm ngâm. Sau một thời gian thì thắng chăm chút bản thân hơn, Ngoài phần tiền đưa cho mẹ lo gia đình thì cậu chàng sắm quần áo. Hết áo rồi tới quần, toàn hàng hiệu, giá cả, cả cũ là khá chắc so với mức sống ở nơi này. Cho đến giày đen bóng lộn, áo khoác lông cừu, nồm cậu như con nhà giàu. Bao nhiêu năm chẳng phung phí, đi làm bằng con xe cũ thì Thắng quyết định nói mẹ mở kết một con ếch hát xanh ngọc biển 8 cộng tứ quý năm phải nói lúc ấy nó đẳng cấp ở cái tầm Bao em, dày quanh Cứ phải gọi là như sinh số khám ở bệnh viện Anh Huy chủ xưởng còn thắc mắc Mày cho việc lót hay là trúng đề thế? Trong mày ai nói là thợ cơ khí? Thắng lại cười hề hề Thì cũng phải tới lúc Biết hưởng thụ cho anh Kỳ cốt mẩy, Giờ cũng phải đầu tư cho gái nó theo chứ Chứ mình soàn quá Thì gái nó chơi xong rồi nó bỏ biết thắng lòng vẫn tổn thương nên thành ra như thế giống kiểu trả thù đời như vậy nên anh huy chỉ khuyên mày làm gì thì làm mình là đàn ông em ạ à. sa ngã lại thành ra khổ gia đình mình đó lúc ấy chẳng còn có con nào đâu thắng lại cười em biết rồi gái đã bám thì đương nhiên cậu em tôi cũng không thể để phí của trời Nói chung, em nào muốn trụng trứng thì cứ việc thôi, còn Thắng chẳng từ chối bao giờ cả. Cái trong tay cậu, điện tên, dài thành sớ. Nào là em trinh trong trắng, em huệ to bự, em vi sexy. Chả hiểu một miệng thế nào mà các em lợi sởi mời nhiệt tình. Bà Hương thiếm tội than thở. Bao giờ mày mới chịu yên bề da thớt đây? Vợ con yên ổn đây hả Thắng? Cậu lại ôm mẹ nịnh nọt. Mẹ cứ yên tâm, khi nào con muốn lấy vợ thì sẽ lấy, nhưng mà gái vợ nó hư quá. Chị của Thắng tên là Thương, hôm ấy sang chơi, thấy em út nói thế thì không hài lòng mà khuyên em. Mày cứ yêu đương chơi bời thì kiếm đâu ra gái ngoan, mây tầng nào gió tầng ấy. Thắng lại phản bác. Tất cả chỉ là một phép thử, nếu gái ngoan thì yêu thật, gái hư thì qua đường. Em thì dù không thật lòng nhưng cũng chưa bao giờ lừa dối ai, Em song phẳng và không thể bất cứ một đứa con gái nào chê trách là khốn nạn. Tất cả bọn nó đều tự nguyện cơ mà. Thường chán quá cũng bất lực với thằng em. Có phải tất cả đều là do hoàn cảnh, xã hội làm tha hóa lối sống hay là vì bản chất con người dễ thay đổi? Thực ra tất cả chỉ là cái cớ. Người ta có thể đẩy ngã bạn, nhưng ngã rồi có đứng dậy không lại phụ thuộc vào bạn. Rồi thì mùa mưa nào mà chẳng có bảo, rồi định mệnh như tình yêu sát đánh hay cảnh báo của thiên tai mà hôm đó Thắng gặp được người con gái ấy. Tối hôm ấy đi sinh nhật thằng bạn thân tên Sang thì Thắng đã gặp cô gái đó. Trong bữa tiệc tại quán karaoke Hoàng gia, giới tràn ngập các loại bia và tiếng nhạc chát chúa. Có cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, ngồi nếp vào một góc ghế. Thắng tiến lại, đưa cốc bia dàn ống, lấp lánh bởi dàn đèn trần cho cô gái và làm quen uống một chút không em sao trong em không được vui vậy cô bẽn lẽn trả lời dạ không có gì ạ chỉ là ở đây toàn người lạ nên em hơi ngại thắng nhìn lại cô nàng rất biết ăn mặc trông rất thời thượng nhưng trang nhã cái gì cũng vừa phải hợp mắt thì khá ưng vẫn cố tình đưa cốc bia lên môi ra hiệu được uống cùng người đẹp thì cô ta cũng đưa cốc của mình lên uống một chút cô nàng thể hiện mình không phải dân chơi nóc thứ sinh tố ấy tì tì nhưng tuyệt đối không phải không biết gì tóm lại là rất chừng mực thắng lại tiến thêm một bước nữa em tên gì cô nàng đáp lại với giọng ngọt ngào dạ em tên dân anh thắng cũng giới thiệu anh tên thắng bạn của sang còn em thế nào với nó dân anh đáp em là bạn của phượng người yêu của anh sang thôi ạ à. Nó cứ kéo em đến đây, thật là ngại quá. Vậy là hai con người tuổi đôi mươi ấy bắt đầu một mối quan hệ, dù lúc ấy còn chưa xác định được gì. Một mối quan hệ bắt đầu ngay từ khi mới gặp, nhưng chúng ta chưa thể xác định được vì nó chưa tới lúc nâng cấp hay biết để có một tên gọi cho rõ ràng. Nó chỉ có thể xác định khi mối quan hệ đó chính thức bắt đầu người ta mới phân loại ra là tình yêu, tình bạn hay là kẻo qua đường. Nghe rối rắm và mệt mỏi như học đề cương về tư tưởng chủ nghĩa vô thần siêu cường nào đó. Tình cảm cũng chính là như vậy, thực ra rất khó định nghĩa hay luân giải, hiểu cũng khó mà nói cũng không rõ được. Trong bữa tiệc sinh nhật nhộn nhịp hào nhoáng ấy, dân anh tỏ ra lịch sự đố ngoan hiền nhưng không hề quê mùa âm lịch Tóm lại khiến cho Thắng cho rằng cô ta thực sự là cô của mình và nhanh chóng xin số liên lạc. Em có thể cho anh nick Zalo được không? Nếu em còn phiền thì có thể đọc số điện thoại của mình cho anh không? Dần anh nói nhỏ, cần sát tay như không muốn ai đó biết thêm. Thắng nhanh tay ấn theo, chỉ hiện ra nít vân em, cậu nhanh nhẩu Anh gửi lời mời rồi đó, em đồng ý được chứ, hy vọng sẽ được thường xuyên liên lạc với em. Dân Anh cũng nhấn vào đồng ý rồi đáp lại. Dạ. Sau khi lướt qua thông tin, cô ả lại hào hứng. Ừ, anh Thắng sinh năm 97 ạ, à, hơn em 4 tuổi đó. Trong anh so với ảnh khác quá. Là đàn ông, không biết chụp ảnh hay gì anh đã rất đẹp trai đây. Thắng cười tươi. Em thật khéo làm người ta vui đó. Đúng lúc ấy, sang tiến lại và kéo cả người yêu của cậu ta nói với Thắng. Thế nào hai bạn trẻ đã bắt sống được với nhau à? Thế lại càng hay. Mày là bạn tao, dân anh lại là bạn của Phượng. Vậy nên vui càng thêm vui. Đi đâu, đi cùng, cho nó có hội. Thế thì con gì bằng? Cả bốn người cùng tiếu thích. Trong lòng ai cũng thấy vui. Rồi sau đó họ cùng tất cả những người khác nữa vào trong phòng, hát, tiệc tùng vui vẻ, gào đến khi khàn cả tiếng để chúc mừng sinh nhật sang. Bánh kem lúc này thành một thú chui tiêu khiển. Dân anh lại không tham gia vào trò chát bánh cho mặt ấy, dù trên mặt cũng bị dài chết do vài người khác tạo ra. Thắng lại hỏi nhỏ. Em có vẻ cũng không thích điều này nhỉ? Thật sự anh cũng khó chịu khi kem dính lên mặt rồi quần áo nữa. Trông chán quá, vậy mà bọn nó vẫn không tha cho anh. Dân anh đáp. Dạ. Bữa tiệc kết thúc, cũng đã là nửa đêm dân anh nói với phượng mày có số taxi nào gần thì gọi giúp tao luôn nhé giờ về muộn quá phượng chưa kịp lên tiếng thì thắng nhanh nhẩu nếu em an tâm thì cho phép anh đưa em về có được không lưỡng lự một lúc như suy nghĩ thì dân anh cũng đồng ý vậy thì phiền anh ạ à. thắng lại xung phong phiền gì chứ được đưa em về là may mắn của anh rồi Tất cả đám bạn đều cười đùa và nháy mắt treo chọc. Mọi người đều nhận ra sự đồng đều về tần số giữa Thắng và chân Anh. Nó giống như lửa đã cần trơm, chỉ cần chực chờ cơn gió đến, sẽ có một đám cháy. Thế nên chẳng ai dành đứa người đẹp tại gia nữa. Chỉ mình dân Anh đỏ mắt, ngượng nghịu một chút. Trên đường về Thắng hỏi dân Anh. Em giờ đang học hay là đã đi làm rồi? ngồi sau xe dần anh nhẹ nhàng trả lời em học xong cấp 3 rồi học nghề làm móng anh ạ à. nhà chỉ có em với bố mà ông cũng thường xuyên đi làm tối mệt hay nửa đêm mới vậy không ai chăm lo cho bố nên em không an tâm em vừa học vừa làm sáng tối về anh ạ à. thắng lại giật mình hỏi tiếp cho phép anh hỏi một câu nếu đường đột làm em không vui thì em bỏ qua nhé Sao nhà chỉ còn có hai bố con vậy? nhưng Anh giọng đượm buồn trả lời Mẹ em bỏ bố con em Khi em mới lớp 1 Nhà ngoại cũng cách nhà em có ba cây số thôi Nên em vẫn thường qua Không hiểu có như lời mọi người nói hay không Rằng bà ấy chê bố em nghèo Nhưng giờ mẹ đã lấy người đàn ông khác Rất có điều kiện kinh tế Giờ bà ấy cũng sinh thêm hai đứa em nữa Cũng tầm 10 tuổi Và rất ít khi về thăm em thắng nghe tới đây thì có chút ngàn ngẹn cầu ta vội an ủi thôi em ạ à, có lẽ suy nghĩ của mẹ khác của em hoặc lý do nào đó mà bà ấy phải ra đi dù gì cũng là cha mẹ của mình thôi thì bỏ qua đi đừng hờn trách nữa em hãy sống thật tốt và vui vẻ lạc quan Dân anh lại gượng cười dạ em biết rồi ạ à. đường làng khuya tối ôm chỉ còn tiếng côn trùng kêu phá tan sự tĩnh mịch Thực ra Thắng không hề tiện đường, nhưng vì muốn tạo cơ hội gần gũi với người đẹp nên đi ngược nhà gần chục cây số. Khi quay lại nhà cũng đã là mấy giờ sáng, nhưng chàng trai ấy vẫn vui như vừa thức dậy đón bình minh. Về nhà Thắng tương tư cô nàng kia thật, thời ấy Thắng như được hồi sinh trái tim tan nát. Cho tới tận bây giờ, mọi chuyện đã nguôi ngoai, tôi mới hỏi cậu em. Ngày đó mày thích con bé đó ở điểm gì? Thắng đáp lại bằng cái giọng trầm trầm. Cô ấy lúc đó thuộc mẫu con gái hiện đại, nhưng không mất chất. Em cảm giác vẫn thuần túy lắm, cho nên quyết định bỏ hết mọi cuộc chơi để hy vọng dừng chân. Làm lại chứ dân anh, ai ngờ lại bị lừa trượt ngã chóng mông. Tôi thở dài không hỏi gì thêm, lại kể chuyện của nó tiếp. Từ khi quen dân anh, thì Thắng như có một làn chó mới, cậu em tôi trông vui hẳn ra đúng là ai cũng mừng thắng thường xuyên liên lạc qua lại với người đẹp và không ít lần được nàng thơ nhờ giả đến tiệm neo đón quả kia về điều ấy cũng như là tín hiệu bật đèn xanh đến một ngày thắng quyết định chính thức tỏ tình với người trong mộng ấy hôm đó chó thổi mát trời bên bờ hồ thị trấn cậu ta đã đặt bó hoa từ trước khi đón chân anh đi học nghề về thì trời cũng nhá nhem tối thắng đề nghị Chúng ta vào công viên đi dạo một chút nha. Góc hồ kia, anh biết, có bác bán kem ly rất ngon. Dân Anh cũng đồng ý mà đáp. Dạ, vậy cũng được. Hôm nay em về muộn cũng không sao. Bố lại nói chuyến cổ này trục trặc hỏng xe nên chắc mai mới về được. Thắng mỉm cười trong lòng. Thiên thời địa lợi, nhân hòa. Thế thì còn gì bằng nữa. Hai đứa đang ngồi ở kế thì như sự tính toán trong kế hoạch của Thắng shipper mang hoa đến dân anh còn đang chưa hiểu gì thì thắng nhận hoa từ tay của anh shipper rồi tiến đến tỏ tình là bạn gái anh nhé hãy cho anh cơ hội được ở bên chăm sóc quan tâm em anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em dân anh tỏ ra xúc động rơm rớm nước mắt xung quanh máy bác đi hóng gió và anh shipper như được báo trước mà đồng thanh vỗ tay khích lệ và chúc mừng dần anh đỏ mặt bén lẻn khẽ gật đầu tiếng cổ vũ lại trộn ràng hơn bức ảnh ấy chính anh shipper đã chụp lại để hai bạn có kỷ niệm ai ngờ rằng tất cả như bị thao túng tâm lý lớp mặt nạ da người kia sẽ dạy cho thắng một bài học vì tình yêu ngu si mà đã yêu thì có ai khôn bao giờ đâu thế nên nào ai tính toán với người mình yêu chẳng thế mà có câu tránh đầu cho khỏi mưa rào thông minh đến mấy, yêu giàu cũng ngu. Mối tình đó được mọi người, từ chú thím đến họ hàng tôi, đều vô cùng mong chờ và ủng hộ. Thím tôi giàu ấy thấy con trai vui vẻ lạ thường, thì hỏi Thế nào cậu út, có tí tình yêu rồi phải không? Thắng cười Sao mẹ cứ hỏi khó con vậy? Câu trả lời như ngầm thừa nhận, thím tôi lại tranh thủ tỉ tê Vậy nó ở đâu? Con nhà ai? Gia cảnh thế nào? Thắng mỉm cười đáp. Rồi từ từ mẹ sẽ biết. Bà Hương nóng lòng sốt ruột là dục con trai. Thì hôm nào mày dẫn nó về đây mẹ xem mặt coi. Hùng ẩm mừ không đáp, nhưng chiều hôm ấy lại nói với người yêu. Em đến nhà anh chơi không? Mẹ anh rất mong gặp em đó. Dần anh cúi đầu đáp. Em ngại quá, Nghĩ ra mắt nhà anh làm em thấy lo lắng không tả nổi. Hoàn cảnh gia đình em như thế, sợ bác không ưng thì sao anh? Thắng lại trấn an. Em đừng lo, mẹ anh dễ tính và hay thương người nữa. Anh hứa không để em lạc lõng, em còn có anh cơ mà. Cô ả nghe bùi tai liền gật đầu, vậy là nhà chú thím tôi hôm ấy có khách quý, Dân anh theo thắng trở về, trong tay còn có giỏ bánh Thằng em tôi giữ đúng lời hứa, không để con bé ấy lạc lõng bao giờ cả. Từ khi bước chân vào nhà, Thắng đã theo sát người yêu. Thế nhưng bất ngờ là dân anh tỏ ra tự tin, điềm đạm, chứ không giống lời cô ta nói. Thiếm tôi thấy con dâu tương lai thì nở nụ cười thân thiện chào đón. Dân anh nhanh nhẩu hơn mà lên tiếng trước. Dạ, con chào bác ạ. À. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi. Bước đầu thiếm tôi đã thấy ấm lòng mà đáp lại. Chào con, con vào nhà chơi. Thiếm hương lăng xăng đi pha trà, rót nước thì cô con dâu tương lai lại dồ giá giành việc. Dạ, bác cứ để con ạ. À. Thật là tiếm hương nhà tôi đã rất ưng cô gái này quá. Người đâu vừa nhanh nhẹn, lại vừa dịu dàng, khéo mồm miệng. Đến tục buổi ra mắt thì tiếm tôi lại hỏi dân anh. Bố mẹ con, bác đoán chắc là vẫn còn trẻ hả? Nhà con có đông anh chị em không? dần anh lại làm cái vẻ mặt tội nghiệp, đượm buồn mà đáp bố mẹ con sinh năm 75 thôi ạ, à. bố mẹ con ly hôn lâu rồi, từ hồi con còn bé nên không có anh chị gì cả ạ, à. bà Hương dội vàng xích xoa là lỗi tại bác, bác lại khiến con buồn rồi, vậy từ nay hãy coi bác như mẹ nhé, bác rất mong có đứa con như con dần anh cũng chủ động gọi thím tôi, với giọng đầy tình cảm triều mến Mẹ Bà Hương cũng như dở hòa Bữa cơm ấy rất vui vẻ Vừa biết Thắng nói với dân anh Rất thích những món về da cầm Thì thím tôi cấp cho con bé lia lịa Miệng vui vẻ Ăn đi con, gà nhà nuôi đó Dân anh nhìn thím tôi Mắt ướt, trực trào trôi lệ Tay buồn bát đặt xuống bàn Không bưng nữa Chú tôi hốt hoảng Ơ kìa, con bé sao vậy con Á à ta lại làm vẻ xúc động Dạ, con chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình hạnh phúc thế này, nên không biết có phải mình mơ không nữa. Nghe anh Thắng kể về bố mẹ và các chị, con đã ước ao mình có gia đình như vậy. Thật là không ngờ hôm nay con cũng có đầy đủ cả bố mẹ và gia đình thế này. Gia đình chú thím tôi lại thêm yêu thương dân anh nhiều hơn, vì nghĩ nó thiệt thòi về mặt tình cảm. Sau đó dân anh đến nhà thường xuyên, có khi nó cũng lộ bản chất quên diễn nét đảm đang hoặc nói với gia đình nhà người yêu đã quá thân thiết nên nó không giữ ý mà nằm ương ở phòng thắng cả ngày không xuống mấy đứa họ hàng như tôi đến chơi vốn dĩ không nghĩ ngợi gì chỉ thắc mắc với thím ờ cả dân anh thím nói nó đến đây từ sáng mà bọn cháu tới lâu như vậy vẫn không thấy nó đâu thím hường lại nói con bé vừa học vừa làm cũng vất vả dạ lắm hôm nay chắc mệt mới xin nghỉ rồi lại muốn xuống thăm thím đó chứ thành thử thím thấy nó ngủ ngon giấc cũng không nỡ gọi dậy mấy đứa chúng tôi cũng không nói gì thêm một là thím đã bên như vậy cứ nói thêm rồi sẽ gây mâu thuẫn không đáng có hai là giờ xã hội cũng thoáng hơn rồi nó có làm dâu thì cũng không thể tỏ thái độ các bà các cô soi mói hơn nữa dân anh cũng chưa chính thức về làm dâu nhà họ tôi nhưng cô ả cũng không an phận như thế Giá dạ, nó cứ ngoan ngoãn Làm dâu họ nhà tôi Làm vợ thắng thì cuộc sống đã yên Nhưng nó lại bẫy thằng em tôi Một cách cay đắng Một hôm nó nói với thắng Anh Hùng về nước rồi Tối anh ấy hẹn bọn mình đi ăn lẩu đó Thắng còn ngẩn người suy nghĩ Em nói anh Hùng nào vậy Dần hành làm vẻ dần dỗi nũng nịu Anh còn hỏi thế Những lời em kể trước nay anh không quan tâm phải không? Đã rất nhiều lần em kể rằng em quen một anh với thị trấn từ hồi học cấp 3. Anh em quý nhau nên kết nghĩa, được vài năm thì anh ấy đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Chỉ là tại anh không hề quan tâm, cho nên là anh bỏ ngoài tay lời em phải không? Trước lời kết tội và trách móc của người yêu, thắng dội giả xuống nước năn nỉ. Thôi tôi đừng giận anh nữa mà, anh chỉ quên tên thật của anh ấy thôi. Có phải nick Facebook là Pington không? dân anh đã dịu lại Thì anh có đi ăn với anh ấy không bao nhiêu lần anh hùng cứ bảo mong gặp em trẻ thắng chịu theo ý của người yêu đương nhiên là phải chào mừng anh trẻ việt kiều về thăm nước rồi chứ em hẹn giờ giấc địa điểm rõ ràng với anh ấy đi tối hôm ấy thắng cùng với dân anh đến quán ăn gian sông chuyên đồ lẩu có tên là dương cá và gặp hùng hắn ta dáng người cao lớn mập mạp trên cổ đều sợi dây chuyền bạc to và dày như xích chó trên tay hùng cũng làm quá đồng hồ trông rất sành điệu sang trọng lại độ thêm cái áo sơ mì hàng hiệu bên đài loan và đôi giày da trông đã biết lắm tiền dân anh vừa nhìn thấy anh ta kết nghĩa liền hớn hở reo lên anh ơi muội muội hộ tống phu quân tới rồi đây thấy dân anh trẻ con thắng cũng bật cười rồi theo phép lịch sự chào hùng Em chào anh, em là bạn trai của dân anh. Hùng cười đáo để. Chào người em thiện lành, hai đứa ngồi đi, hôm nay nhậu một trận tới bến nhé. Hai đứa bao giờ định tổ chức đó, chỉ lo anh lại quay về bên kia không giữ được thì buồn. Thắng lại đáp. Dạ, gia đình em cũng đang tính đây ạ. À. Sau đó món dọn lên là lẩu cá chiên xong, thêm cả gà hấp muối và canh cá nấu mẻ. Trong sự tiếp đãi chu đáo của Hùng thì Thắng lại không nhận ra đó là sự thể hiện để cậu thêm phần thân tính và tin tưởng gã ta. Ừ thì yêu là ngu, nhưng yêu là con tim, chứ không phải là bộ óc thế nên lý trí mới thất bại trước con tim. Nào thì nếu yêu em là sai thì anh không cần đúng, nào thì yêu một lần thôi em bất cần sai đúng. Cũng không hẳn định nghĩa yêu là ngu đúng 100%. Nhưng chẳng ai tỉnh táo khi yêu cả Bỗng dừng tôi lại suy nghĩ Kẻ đang yêu biết mình sai Vẫn đâm đầu yêu Thì gọi là ngu hay khôn Nếu khôn sao biết sai vẫn làm Nếu ngu sao họ biết mình sai Thôi thì muôn dạng lý do giải thích Chẳng ai định nghĩa hết chữ yêu Vậy thì cứ coi nó là trò chơi Giữa trái tim và khối ốc Một trò chơi may rủi Nếu hạnh phúc thì tốt Bằng không cũng phải can tâm vì bản thân bước vào cuộc tình đã đánh cược một gián Mà trong trò chơi này em tôi không phải kẻ gặp may Cũng giống như chơi lô đề vậy đó Nhiều khi cược hạnh phúc Nó là về cô đơn Là diễn biến tiếp theo khi cậu em họ tôi Được nghĩ yêu dẫn đến gặp thằng anh kết nghĩa Thắng chuyện trước và rất lệ phép Anh làm bên ấy chắc cũng được lắm anh nhỉ Hùng cười cũng tạm thôi chú ạ à, nhưng mà anh đi chán rồi hơn một năm nữa hết hợp đồng anh sẽ về hẳn nghèo khó cũng là quê hương anh đang chuẩn bị dần từ bây giờ đây anh sẽ mở nhà hàng kết hợp kinh doanh karaoke loại dịch vụ này tuy phức tạp nhưng quản lý tốt thì lãi đó anh cũng đang tìm hiểu thêm dân anh reo lên hay quá anh xem ổn không cho bọn em làm với nghề cơ khí của anh thắng cũng gọi là ổn định thôi chứ muốn khá lên thì khó lắm em cũng chẳng thể hơn được chỉ là làm thuê thôi Hùng điềm đạm đáp Ừ cứ vậy bàn với nhau đi Ai chứ chúng mày làm em của anh Thì anh có cơm Chúng mày cũng không lo đói Thắng e dè đáp lại Dạ em chưa hiểu Kinh doanh nó ra sao Lại cái loại dịch vụ karaoke Thì em cũng chưa hình dung thế nào Nên để em suy nghĩ kỹ đã ạ Hùng cười Là cô chú muốn làm giàu Thì anh cho cơ hội mà phát triển Chứ anh không có gọi chốn hay mè nheo chú giúp đâu nhé. Thắng gãi tay giải thích. Ý em không phải thế. Em hiểu ý tốt của anh và trân trọng lắm. Nhưng mà em cân nhắc đã ạ. À. Thú thật với anh, tiền tiết kiệm em cũng không có là bao. Anh chắc cũng hiểu. Hùng lãnh đạm nói. Thế nên hai đứa cứ suy nghĩ và bàn bạc với nhau đi. Anh cũng không dội đâu. Mà hai đứa không góp thì anh cũng vẫn làm một mình ngại ngừng và căng thẳng thắng xin phép dạ em vào nhà vệ sinh một chút ạ à. hùng gật đầu không nói dân anh dặn dò anh chúc anh ra quầy gọi luôn đĩa cơm rang cho em nha em không thích ăn bún đâu vừa bước đi thắng vừa đáp ok anh biết rồi cậu nào đâu biết mình vừa đi hùng đã nói với dân anh em xem thế nào thúc đẩy nó nhanh lên Làm mớ còn biết anh sẽ đón em sang bên ấy cùng anh luôn chứ cứ nhìn em đi với nó anh điên lắm dân anh đáp lại mình phải chấp nhận hoàn cảnh chứ anh cố thời gian nữa hơn nữa em còn lo ông già nỡ mình đi rồi họ bắt chẹt ông ấy sao dù gì đó cũng là bố của em mà hùng lại cười nhạt non gan như em thì làm sao làm được việc lớn chứ em đi rồi ông ấy sẽ phủi tay chỉ cần nói nó làm nó chịu tôi không liên quan thì ai làm gì được ông ấy? Em đâu phải trẻ vị thành niên mà còn cần giám hộ. Lúc em cũng đã cao chạy xa bay, thì ai làm gì được em? Ngẫm nghĩ dài lát rồi dân anh lại đáp. Dạ, nhưng để em tạo tranh ta thêm lòng tin vào tình yêu đã, con người đang hạnh phúc thì chẳng nghĩ đến điều gì khác đâu. Thì mới dễ ru ngủ chứ. Lúc ấy nói vậy chả nghe. Hùng hỏi lại. Em tính thế nào? Cô ả lại nói Em sẽ tỏ ra rất yêu Và muốn kết hôn với Thắng Anh ta lại chả thích quá Hùng lắc đầu Kết hôn thì lăng ngoan quá Dân anh lại tự tin đáp Cứ tiến hành mọi chuyện thôi Nhưng kế hoạch của mình Phải xong trước khi cưới Đến kỳ làm lễ an hỏi Là xong mọi chuyện rồi Thế đâu có sao Hùng lại vui vẻ Em suy nghĩ thật là chu toàn. Đúng lúc ấy Thắng quay trở lại bàn. hung giả giờ vui vẻ hỏi chuyện dân anh. Hai đứa tính sớm cưới nhau không? Anh lạnh mong lắm rồi đó. Dân anh làm giả ngại ngùng. Em cũng chưa biết được ạ. À. Có phải em muốn là được đâu? Hùng lại quay sang Thắng. Chú thì thế nào? Nghe chừng em gái anh muốn lấy chồng lắm rồi đó. Thắng cười em cũng tính thế anh ạ à, nhưng mọi chuyện phải nhờ người lớn bàn tính nữa hùng làm giả đồng tình đúng rồi vậy thì vậy cũng cần cha mẹ người lớn lo cho anh chúc hai đứa hạnh phúc nhé thắng cười tích mắt em cảm ơn anh trước ạ à. lúc cùng dân anh về thắng hỏi người yêu em à em muốn chúng mình cưới nhau chứ dân anh hờn dỗi anh đang cầu hôn em đó ạ à hay là hỏi chơi chọc quê em? Thắng lại hỏi. Là anh hỏi ý kiến của em, anh cũng đã nghĩ mình nên tính chuyện kết hôn rồi đó. Thắng không ngờ dân anh lại vui vẻ. Vậy thì em đồng ý, anh về lựa hỏi ý mẹ đi, em cũng 20 rồi, chắc không còn trẻ con. Em nghĩ đem dài lắm mộng, anh thấy ai đó đẹp hơn, lại không yêu em nữa thì sao? Anh lượn xe dèo dèo trên phố, vừa đi vừa đáp. Ngốc ạ, à, anh yêu em. Mấy hôm sau, Thắng bối rối, ấp ốm nói với mẹ. Mẹ, mẹ có muốn lên chất mẹ chồng không? Thiếm tôi bật cười. Muốn chứ, mẹ còn muốn sớm làm bà nội nữa kìa. Cô cậu đỏ mặt rồi nói tiếp. Vậy mẹ lo chuẩn bị cho con và dân anh cưới trong năm nay nhé mẹ. Thiếm hương tôi mặt nghiêm túc hỏi. Trời đất, từ giờ đến hết năm còn 4 tháng Cô vẻ hơi gấp Hay là con bé có bầu rồi hả con Thắng lắc đầu Không Mà con muốn cưới cô ấy về Để sớm yên ổn chuyện gia đình Giờ tình cảm của con và dân anh Cũng đủ chín mùi rồi Cô ấy cũng không phải kiểu con gái quá trẻ con Chính dân anh cũng có suy nghĩ kết hôn sớm như con mẹ ạ Thế là thím tôi gật đầu Ừ Thế để bố mày về Mẹ giáo mấy sẽ bàn bạc thắng sung sướng chạy lại ôm mẹ nhắc bà lên con cảm ơn mẹ sau đó cậu nhanh chóng đi báo tin tốt lành với người yêu thằng em tôi với cái tuổi hai mươi mấy đầy ước vọng cậu ta cũng đã vì yêu mà buồn vì yêu mà buông tha cũng vì yêu mà trở thành kẻ chăm hoa nhữ mật nhưng tất thảy thắng đã dừng lại để trở thành một người đàn ông trưởng thành và mong có một gia đình hạnh phúc ấy thế nhưng trời chưa thương mới để cho thắng gặp dân anh giá như cậu ấy gặp là một cô gái không cần quá xinh đẹp không cần quá khéo léo chỉ cần cô ấy đủ tốt biết điều và biết đủ nhưng nào trên đời lại có cái giá như thế thế thì đời còn chẳng ai phải buồn nữa mà trước khi có bảo thì trời thường trong xanh thế nên khi thắng nghĩ đến diễn cảnh hạnh phúc với dân anh thì vui lắm cậu khoe với cô ả thì cô ả cũng tỏ ra ngây ngất niềm hạnh phúc thế ạ à, chúng ta sắp chính thức là của nhau rồi sao em có đang mơ không thắng hào hứng khẳng định là thật mà không phải em mơ đâu anh cũng có cảm giác lần lần đây nè nghĩ đến mình sắp có vợ là hạnh phúc và mong chờ quá dân anh lại nói chắc em phải nói với bố trước để bố chuẩn bị tâm lý anh à thắng lại đáp ừ anh và mẹ cũng đã nói chuyện rồi bước đầu tiên là anh sẽ tới xin phép rồi thưa chuyện với bố tối nay anh tới nhé nhưng mà em để bố khỏi bất ngờ thì cứ nói qua với ông ấy có được không dân anh ngoan ngoãn dạ và dạ rồi cô ta cũng nói chuyện với bố mình thật trưa hôm đó ngồi ăn cơm dân anh nói với bố tối nay bạn trai con sẽ đến đây xin phép qua lại và sắp tới gia đình mình sẽ sang nhà bàn chuyện người lớn tối bố ở nhà nhé đừng đi đâu nha bố ông đạt bố của dân anh há hốc miệng mày nói sao mày chịu lấy chồng á cái thằng tên thắng qua nhà mình mấy lần trước đó hả dân anh thản nhiên dạ ông đạt lại lo lắng nói trước mắt tao thấy cái thằng đó nó cũng được trông tử tế nhất so với mấy thằng trước đây nhưng gia đình nó ra sao hoàn cảnh thế nào hả dân anh lại chầm chậm nói bố yên tâm gia cảnh khá ổn tuy nhà không giàu nhưng cũng cơ bản bố mẹ thì làm việc bình thường thôi được cái nọ họ quý con còn thắng thì làm nghề cơ khí cũng gọi là có nghiệp đó bố ông đạt có vẻ an tâm nhưng rồi lại nói thế còn mày liệu đã xác định bỏ chơi bời lấy chồng chưa nên yên phận con à chơi bời thấy đủ rồi đó tao có mình mày mà lo hơn cả ba đứa con trai chỉ mong mày sớm tu tỉnh ngoan ngoãn rồi có tấm chồng tử tế. Ông Đạt nói vậy là thừa biết con gái mình thực chất là đứa dạch trời rơi xuống. Bao giờ dân anh gây chuyện, kẻ làm bố đơn thân đều lo lót để cứu con gái. Từ chuyện cô ta bay lắc, bị bẻ cánh, đến chuyện yêu đương nhăn nhít với thằng có vợ để bị đánh ghen, ông Đạt biết mình đã chiều hư con gái. Nhiều khi ông ta muốn bỏ mặt để dân anh sáng mắt ra, nhưng lại không đành. Ông ta vừa đáng thương là vừa đáng trách Giờ ân hận cũng đã quá muộn Giờ anh nghe bố nói thế lại cắt gỏng Bố cứ phải lo nhỉ Con lớn rồi con tự biết thân mình Ông Đạt lại bất lực Chỉ biết đáp Mày cứ liệu hồn đó Biết thân thì đỡ khổ Không thì chẳng ai thương mày đâu Lo cho mày được mấy Giờ anh tỏ thái độ khó chịu Buông bác bỏ đi Ông Đạt thở dài nhìn thấy con gái ông chỉ mong con gái lấy chồng rồi yên ổn thế nhưng ông vẫn lo đứa con gái hư hỏng của mình không tu trí mà chỉ muốn chốc lát cái lò của ông không phải không có cơ sở nếu con gái lấy phải thứ chơi bời trác tán hơn nó thì đời nó khổ còn nếu nó không tu tâm dưỡng tính mà may lấy được chồng tử tế thì chồng nó khổ khi già phải con trời đánh như nó thế rồi cả hai phải gian dở thì sao nên ông Đạt chỉ biết cầu trời cho dân anh biết đường mà bỏ thói hư tật xấu. Tối hôm ấy, Thắng đỉnh Đạt trong trang phục, quần Âu, áo sơ mi đóng thùng để ra dáng trưởng thành đến nhà vợ tương lai. Đến nơi thấy ông Đạt đang xem tivi thì chào lễ phép. Con chào bác ạ. Ông Đạt cầm điều khiển, tắt chiếc vô tuyến rồi mới đáp lại. Ờ, con ngồi đi. Lúc này dân anh cũng từ trên phòng bước xuống, Cô ta lại trong nền nã, dịu dàng hỏi người yêu. Anh đến rồi đó ạ. À. Thắng quay sang, nói nhỏ để cô ta đủ nghe. Anh vừa mới tới. Ông Đạt ư hự một tiếng, để hai đứa nhớ sự có mặt của ông. Lát sau khi đã biết rõ gia cảnh, thân thế của Thắng, thì ông Đạt lấy làm vui, ông còn dặn dò. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau cho chính mùi, Bác cũng mong con gái có chồng con đàng hoàng mà trao thân gửi phận. Lúc này Thắng cũng xin phép. Dạ, con cũng muốn thưa với bác là con và dân anh đã yêu nhau thời gian chưa đủ dài, nhưng cũng gọi là đủ hiểu tình cảm dành cho nhau thế nào. Còn về phía gia đình, con cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Mẹ con cũng muốn con tới đây xin phép ý kiến của bác để bố mẹ con sang bên này, co cười trầu dạm ngõ, cho hai bên người lớn bàn chuyện trăm năm, cho con với dân anh. Ông Đạt trầm ngâm. Dân anh nó có nhiều thiếu sót, bác gà trống nuôi dạy con, đâu phải dễ đâu. Nếu còn chấp nhận được nó mà yêu thương thì đương nhiên bác rất vui vẻ và đồng ý. Thắng lại hiểu câu nói của ông Đạt rằng con gái không có mẹ dạy bảo, sẽ dụng gì về nữ công gia chánh nên dội đáp. Không có gì đâu bác, mẹ con không hề che trách về dân anh đâu, Biết cô ấy không có mẹ bên cạnh nên mẹ con lại thương thêm. Dân anh có tật giật mình, dội ngăn bố nói những câu tiếp theo, kẻo phá vỡ kế hoạch của mình, nên cô ta làm vẻ nũng nịu. Bố này, bố toàn kể xấu con gái thôi, cứ như không muốn con lấy chồng vậy đó. Ông Đạt cũng đoán Thắng chưa biết quá khứ của con gái nên tiện nước đẩy thuyền. Hy vọng con gái biết bỏ quá khứ, làm lại nên nói với Thắng con gái bác Nó dụng vậy, Mong con yêu thương mà bỏ qua cho nó Thôi thì con nói với bố mẹ Xem ngày nào tốt thì báo với bác một câu Thắng vui như bắt được vàng Dạ con cảm ơn bác Dân anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Nhưng ánh mắt của ta lại liếc nhìn bố Như thể trách móc đầy khó chịu Thắng ở lại chơi đến muộn Khi thắng dậy rồi thì dân anh Mới lộ nguyên hình đứa con hỗn láo Mắng bố Bố nãy định nói gì với thắng đó Chuyện gì của con qua rồi thì bố đừng có nhắc Con là con gái bố cơ mà Bố muốn con lấy chồng đàng hoàng nữa hay không Ông Đạt lại đáp Là tao nói thế Thằng này nó tử tế Nên mày an phận đi con Tránh xa cái thằng hùng đó ra đi Đừng chơi bời bay lắc nữa Lấy chồng rồi yên ổn con nhé Bố chỉ có mình mày Ông Đạt chưa nói hết câu Thì dân anh đã chặn hồng Bố lắm lời thế nhỉ Hôm ấy thắng về nhà Lòng vui như mở hội trời đêm đã về khuya ngàn sau như soi lối và cho chàng trai trẻ thêm mộng mơ yêu đời yêu người khi về nhà cậu báo ngay với mẹ bố của chân anh vui vẻ đồng ý mẹ vậy mọi chuyện cứ tiến hành thôi con nhờ mẹ lo mọi thứ cho con thím tôi cũng phấn khởi ừ để đó mẹ lo bố mày cũng vui lắm đó nhà có thêm người thêm cửa năm sau có cháu nội luôn thì càng mừng thắng cười khanh khách. Mẹ cứ yên tâm, có khi bế cháu nhiều, mẹ mệt, lại sợ luôn đó chứ. Bà Hương nhíu mày lườm con trai yêu. Chà bố nhà anh, chỉ được cái bẻ mép. Sáng hôm sau, thím tôi đội nón, cấp làng lễ là gói bánh, thẻ hương, trăm vàng tiền, lại thêm nhánh câu, lá trầu, sang thầy độ làng bên, xin ngày làm lễ dạm ngõ và ăn hỏi cho con trai thay đồ đặc lễ của thím tôi trên bàn rồi thắp hương khấn giấy sau đó thầy nhìn bác tự hai đứa mà phán trai đinh sửu gái canh thình ngũ hành tương sinh mà cung phi lại phạm ngũ quỷ yêu thương thì có yêu thương nhưng sức khỏe e không tốt mà cái xấu nhất là hại đến thân thành sinh ly tử biệt kẻ sống người chết nhưng mà đức năng thắng số vợ chồng năng khấn cầu tổ tiên thần phật che chở thì mây phúc bình an sinh con năm mão sẽ hóa giải được phần nào bà hương nãy giờ sợ toát mồ hôi này nghe thầy nói cách hóa giải mới thở vào nhẹ nhõm năm nay là năm dần năm sau sẽ là năm mão xem chừng cũng là ý trời là tổ tiên thương mà run rủi độ trì nên tưởng không ổn mà vẫn hanh thông mọi chuyện sau đó thím tôi lại hỏi thầy Vậy nhờ thầy xem giúp ngày lành tiến tới chuyện hôn nhân đại sự cho các cháu ạ. À. Thầy độ mới chừng ngoài 50, sầu tóc còn đen bóng, nhưng ông ta muốn để râu dài, tóc rậm cho y nghi, dẫn thói quen đưa tay lên vuốt mới râu dài, ngang xương đốt sống ngực thứ nhất mà nhẫn nha nhã chữ. Dặm ngõ thì ngày 25 tháng này là được đó, còn lễ ăn hỏi bà nên làm vào ngày 18 hoặc là 20 tháng sau Riêng lễ cưới thì phải chờ tận đầu tháng chạp mới có ngày tốt. Cứ mùng 6, mùng 8, 12, muốn đón dâu ngày nào thì tính trong 3 ngày đó. Thiếm tôi mừng rỡ đáp tạ. Cảm ơn thầy, gia chủ chúng con xin nghe. Về tới nhà, bảo lại ngay cho con trai, cũng như nhờ cậu tiếng tôi là anh trai ruột của bố Thắng làm đại diện. Còn một người chị gái bên đàn ngoại, nhà thím làm phó đoàn, hôm dạm ngõ thắng. Nhà trai chúng tôi lên tất thảy là 10 người, gồm hai ông bà đại diện, thêm anh rể, chị gái của thắng, cùng cả tôi và anh họ nữa. Mọi thủ tục diễn ra tươm tất, chu toàn. Nhà gái cũng hơn chục người, họ hàng cùng ông bà nội ngoại, nhà dân anh. Riêng chỉ mẹ của ả là không có mặt. Trong dân anh, mặc chiếc đầm trắng trẻ trung nhưng kính đáo lịch sự. Khi ấy, chính tôi cũng bị lừa mà khen em dâu con bé này chọn đồ cũng khéo đó chứ. Em họ tôi tên Thương, chính là chị ruột của Thắng, còn tiếp lời mà nói. Dạ, nói nặng cũng lễ phép, ngoan ngoãn nữa, phải coi hơi dụng dày vô ý. Tôi còn khuyên. Nó còn trẻ người non dạ thì chấp làm gì, về sau nó sẽ trưởng thành hơn, rồi thím và các em cứ từ từ dạy bảo nó, giờ làm dâu có như ngày xưa đâu chứ. Thương đáp. Em cũng biết thế, giả lại nó thiếu tình thương của mẹ nên không được dạy bảo chu đáo những phép tắc cơ bản, ý nhị của phụ nữ, nên cũng không chấp. Mà nó cứ hồn nhiên như trẻ con đó chị, thế nên bọn trẻ nhà em thích lắm. Chứ một điều mợ, hai điều mợ. Thì cũng vui. Chính chúng tôi cũng đã lầm tin là dân anh vô tư và nội tâm đơn thuần. Thế nên không thể tránh sau, thắng xì si mề đến ngu muội như thế để cô ta dắt mũi cả nhà họ trong cái cây đắng ấy. Mấy hôm dạm hỏi xong, cô ả lại tỉ tê với chồng chưa cưới. Chuyện góp vốn với anh Hùng, anh suy nghĩ đến đâu rồi? Hôm đám dạm ngõ của mình đó, anh ấy nhắn em hỏi anh, rồi có gì anh ấy còn liệu, bằng không thì anh ấy sẽ làm một mình, chẳng qua là nỉ em, nên mới chờ anh đó. Thắng ái ngại. Anh chưa nói chuyện với mẹ, vì anh biết nếu nói kinh doanh dịch vụ karaoke thì mẹ sẽ phản đối ngay dù sao những loại hình này nhạy cảm quá thì cũng không hay được lòng phụ huynh mà anh cũng không nghĩ mình sẽ làm công việc liên quan đến loại hình đó thôi thì em nói với anh hùng tự làm vậy để khi nào có cơ hội hay là lĩnh vực nào phù hợp thì mình xin góp vốn sau dân anh dãy nãy lại còn có sâu cơ à anh nghĩ lần sau anh ấy còn thèm mời anh góp vốn chắc cứ làm những người ta thiếu vốn phải nhờ dài đồng của anh vậy. Lần sau, em cũng chẳng dám mở miệng muốn làm ăn với anh ấy nữa đâu. Thắng có vẻ không vui đáp lại. Động ế thì thôi, chứ có gì to tác chứ. Sao em gắt với anh vậy? Anh là chồng em, còn anh Hùng suy cho cùng, cũng chỉ là anh em xã hội. Em lại giận vì anh không góp vốn với anh ấy sao? Dân anh là bị hớ, liền biện lý do. Em cũng chỉ muốn cuộc sống chúng ta tốt hơn khi có kinh tế ổn định, mà anh Hùng là người trao cơ hội đó Thắng vẫn bực mình Nhưng không muốn cãi nhau với vợ chưa cưới Lúc sau Cái đầu tranh mảnh của chân anh lại nảy số Cô ả dường như Đã có một mưu mô khác Vừa lóe lên Thế nên giờ anh lại nói với Thắng Hay anh xin phép mẹ cho mình về ở chung đi Đằng nào cũng vậy Giờ sống hiện đại rồi Nên sống trước có sao đâu Rồi anh đưa đón em đến tiệm neo cũng gần Chứ nhà em xa quá anh muốn đón đưa cũng trái đường nữa Thắng đương nhiên Vui còn chẳng hết Thế nên liền đáp Vậy giờ anh về báo với mẹ một tiếng nha Tình chắc bà không phản đối đâu Chúng ta cũng sắp là vợ chồng hợp pháp rồi mà Nên em cứ xếp đồ sẵn sàng đi Tối anh lên xin phép bố Đón em về nhà Dân anh vui vẻ hôn lên má của chồng Cô ta không giấu được niềm vui Khi bước đầu đạt được mục đích Mà lại giả cái ngoan Đáp lại chồng dạ thắng cũng cười nụ cười hạnh phúc bởi cậu em tôi đâu có ngờ âm mưu đen tối của cô ta lại nhanh chóng về nhà mình để thực hiện ý đồ xấu xa quả nhiên là như dự liệu của thắng Thiếm hương tôi cũng vui vẻ tán thành cho chân anh về nhà mình ở trước khi bọn trẻ cưới từ ngày cô ta về ngoại trừ tối đến rửa dài cái bát cho bữa tối và vệ sinh cá nhân thì chả phải động tay vào việc gì để đủ mang danh con dâu Sáng sớm, thím tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và hò hét hai đứa xuống nhà ăn sáng. Dân anh khá kén ăn, nên thím suốt ngày mắng con dâu. Chịu khó mà ăn giàu, mẹ thấy mày chẳng chịu ăn uống. Người đâu mà gầy như cái kiểu muốt vậy đó. Dân anh lại nũng nịu. Nhưng mà con no rồi mẹ ạ. À. Đó, mẹ chồng con dâu, mà như con gái với mẹ đã, quanh làng đều khen thím tôi chiều con dâu như vàng, Ngược lại dân anh Tuy chẳng động tay vào việc gì Nhưng mồm miệng rất khéo léo Ai tới cũng khen Con bé này ngoan ngoãn, lễ phép Lại nhanh nhẩu Chắc thế nên quả rất được lòng thím của tôi Hàng ngày ăn sáng xong Thắng lại đưa dân anh đến tiệm neo Rồi cậu mới đến xưởng Tối đón về Điều mà thím hương tôi không ưng nhất Ở con dâu là dân anh Hay đi chơi đêm đến muộn mới về Khi thì đi cùng Thắng khi thì nói đi tụ tập, ăn ốc, uống nước với bạn. Thiếm tôi có góp ý, nhưng con trai thì thằng em họ tôi đáp. Bọn con còn trẻ và dân anh còn ham chơi, nên miễn là không hư hỏng thì mẹ đừng có lo, con sẽ lựa lời nói với cô ấy. Vậy là thiếm tôi không nói gì nữa, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua, nhưng đâu có như thế mãi được khi dân anh đã hành động với sự xúi dục và thúc đẩy của Hùng. Cái sai một nút áo khi phát hiện hàng khuy áo bị lệch thì đã sai hết rồi. Khi ấy chỉ có thể cởi ra cài lại từng cái nút. Tất cả đều có bắt đầu và kết thúc. Một tình yêu ngây dại hay một kế hoạch đen tối cũng đều phải bắt đầu. Hùng liên tục đốc thúc dân anh. Em mau ra tay đi, giờ giác một mẻ rồi chuồn. Hay là em yêu nó rồi, muốn ngày đêm ăn ngủ với nó. Dân anh tức giận tột độ anh đang ghen đó à Anh vô lý vừa thôi Chính anh cũng chấp nhận như vậy Em cũng đã hạn chế rất nhiều chuyện thể xác với Thắng Anh ta mới là kẻ thiệt thòi ngu ngốc Còn anh Dẫn qua lại cả hai rồi về nhà ăn ngủ với vợ Thì em cũng có ghen ngược anh đâu chứ Hùng đáp lại nhẹ nhàng hơn Nhưng vẫn hằng chứa nỗi cay cú Ừ thì hoàn cảnh của chúng ta thì phải như vậy Nhưng anh muốn mau chóng kết thúc chuyện này Rồi chúng mình đi luôn với nhau Chứ thấy nó chị em là anh sôi máu Dân Anh lại nói. Anh ta sợ rủi ro nên không chịu, nên em mới ở đây khiến cho Thắng tin tưởng hơn. Em sẽ tìm cách lấy hết tiền rồi mình cao chạy xa bay. Hùng vẫn hậm hực. Thì đành chờ vậy thôi. Thiếm hương tôi trước giờ luôn tin tưởng và coi dân anh là người trong nhà, giống dĩ không chút đề phòng con dâu. Bởi thế cô ta có tùy ý làm bất cứ việc gì trong nhà, ở mọi ngóc ngách Kể cả trong phòng ngủ của chú thím tôi thì cô ả vẫn muốn giàu thì giàu. Không chỉ là trốn riêng tư, vì dân anh rất khôn ngoan, luôn tìm cớ hợp lý để tra giàu một cách thường xuyên. Dần dần khiến cho thím tôi quen với sự xuất hiện của cô ta trong phòng ngủ của mình. Khi thì dân anh đứng ở cửa gọi Mẹ ơi con giàu nha Con có thứ này hay lắm Có lúc thì gõ cửa nói anh Thắng chưa về mẹ cho con vào phòng xem phim với mẹ nha, một mình con ở tầng trên buồn quá. Nói chung, ngày nào vào ba bốn lần, mà chuyện chả có gì đáng nói. Cô ta cũng chẳng sòng sọc, xong vào, hơn nữa lại là người trong nhà cả. Thế nhưng trong phòng còn có chiếc cassette giữ toàn bộ những gì quý giá của gia đình nhà chú thím tôi. Dần anh lần la ở đó mà thím tôi chẳng đề phòng, vẫn sử dụng kết như bình thường. Mỗi lần thím tôi quay số, dần ngành giờ như không để ý, nhưng cô ta âm thầm nhớ mật mã, đủ bốn mã số bốn. cô ta triển khai ngay việc lục kết. Hôm ấy cơ hội chú thím tôi đi ăn dỗ bên ngoài, còn thắng thì đi làm, Dần anh giả giờ ốm mệt nghỉ ở nhà, thím Hương tôi còn hỏi han. Còn ốm thế nào vậy? Có mệt thì đi khám hay truyền nước xem. Tại mày không nghe mẹ, chịu khó ăn uống nên người mới không khỏe đó. cô ta làm bộ làm tịch. con mệt chút thôi mẹ, mẹ đừng lo nha. thím tôi vốn mong có cháu nên lại chột dạ. hay là mày có bầu rồi hả con? Dân anh thoáng chút đỏ mặt rồi đáp lại. dạ chắc không phải đâu mẹ. kinh nguyệt của con không đều mà tính ra tháng này cũng chưa tới ngày. nếu có con sẽ báo ngay bố mẹ cứ sang bác đi ạ. À. con nghỉ chút sẽ khỏe thôi mà ở dưới nhà chú tôi nói giọng lên bà có nhanh lên không đến giờ cổ mới sang thì ngại chết xem cái dân anh nó mệt thế nào không thì cùng đi luôn đi chứ ở nhà lại chả chịu cơm nước dân anh vội chối dạ bố mẹ cứ đi đi con không sao đâu sang đó mệt không phụ được con cũng ngại lắm trưa con sẽ gọi ship cháu về ăn Thiếm tôi ái ngại lo lắng nhìn con dâu một lượt rồi đáp Vậy bố mẹ đi nha Trưa mẹ mang đồ về cho mà ăn Mang tiếng cháu dinh dưỡng Chứ thực chất được là bao Rồi thím tôi giọng xuống Đáp lại chồng Ông dắt xe ra đi Tôi xuống bây giờ đó Giờ anh nó không đi được đâu Cứ để nó nghỉ ở nhà Thế là chú thím tôi đi mất Cũng chờ có thế Giờ anh bật dậy khỏi giường Rồi xuống phòng bố mẹ tôi ngay Cô ta nhanh chóng tìm được chìa khóa kết thím tôi giấu ở chiếc hộp nhỏ trên bàn rồi trao khóa vào ổ trên két cô ta dặn liên hồi xoay cho đúng mã số và số dòng tương ứng kẻ làm việc xấu khiến tráng toát mồ hôi lạnh tim đập thình thịch sau 10 phút lóng ngóng mở két thì dân anh cũng đã quay mật mã xong mà dặn chìa cô ta nở nụ cười hạnh phúc khi cửa két mở rộng ra nhưng đếm tiền mặt được có 17 triệu cùng năm chỉ dạng thì cô ta biểu môi già biểu. Tưởng thế nào, chừng này thật mất công, bà mới ấn danh mai phục. Chỉ ít là thế, nhưng dần anh cũng toan bỏ vào túi. Nhưng tiếng điện thoại bất chợt, trung chuông khiến cho cô ta giật bắn mình, làm rơi cả chiếc dây chuyền đang cầm xuống. Số hiện lên là thím của tôi, quả thở mạnh, lấy bình tĩnh, làm giọng mệt mỏi bắt máy. Dạ mẹ, mẹ gọi con có gì không ạ? À? thím tôi vẫn quan tâm mà hỏi con đỡ chưa trong người thế nào rồi mẹ để bánh cuốn với chả dưới bếp đó đã ăn chưa con dân anh đáp lại dạ con đỡ rồi giờ con xuống ăn sáng ngay thím hương bây giờ mới lại nói ừ con xuống ăn đi mà chị thảo về chơi đây con chuẩn bị mở cửa cho chị chị chắc cũng sắp đến nơi rồi đó dân anh giả bộ ngoan ngoãn dạ mẹ cướp máy, cô ta lẫm bẩm. Đúng là cái lũ chết tiệt, thật là phiền phức, phá hoại việc làm của bà mày. Nghĩ người một lát rồi sợ sơ hở gì đó, Thảo sẽ sinh nghi. Khi nhà Thắng biến mất tiền, vàng mà mình chưa trốn được thì sẽ bị bắt, nên dân anh lại bỏ mọi thứ vào chỗ cũ và ra khỏi phòng chú thím của tôi. Lại giới thiệu về Thảo, nó là em họ tôi và là chị thứ hai của Thắng. Khác với thương thì Thảo nóng tính, và mạnh mẽ hơn cô chị. Thế nhưng Thảo lấy chồng ở huyện bên nhà, cách 50 cây số nên không thường xuyên về. Này thế nào là về đúng lúc? Giờ anh xuống nhà dưới cũng là khi Thảo đến cổng, cô ta đòn đã mở cửa và chào hỏi. Chị về chơi à, chị vào nhà nhanh kẻo cháu nắng đó. Thảo cũng trả lời. Ừ, bỗng nghĩ nên chị cho cháu về chơi đây, ông bà sang bắt toàn rồi à em. Dân Anh gật đầu đáp Dạ chị Bé bóng ngồi trước xe mẹ Cũng reo lên thích thú với Dân Anh Con chào mợ Đóng dài một em dâu Một người vợ Dân Anh vui vẻ bế đứa con gái 5 tuổi của Thảo vào nhà chơi đùa Nói cười rất vui vẻ Lúc này Thảo bày đồ ra Còn đưa quà cho em dâu Vậy ngủ chị mới mua đó Mua cho cả em và bà Thương nữa Mỗi người một chiếc Dân Anh cười tiếp mắt. Dạ em xin ạ. À. Bây giờ tôi giận tiếc, giả như Dân Anh đừng là kẻ khốn nạn mà an phận thủ thường thì cô ta chốn dĩ đã cho gia đình trọn vẹn, chồng yêu thương. Gia đình chồng tử tế, có sao lại gây ra oan nghiệt, làm cây đắng lòng nhau. Cả buổi thảo về, Dân Anh tức giận trong lòng vì kế hoạch không thành, thế nhưng miệng vẫn giả lả ngon ngọt. Thảo còn nói với cô ta chị thịt gà rồi mới sang bên này mợ mệt thì đi nghỉ đi chị luộc gà rồi cắm nồi cơm trưa bố mẹ về ăn bố đi đám trước giờ toàn uống rượu thôi à cứ nấu để bố mẹ về ăn thêm dân anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lại dạ tiền thể cô ta cũng dắt theo bé bóng lên trên phòng chơi thảo tuy tính nóng nảy nhưng được cái rất tốt tính lại dễ thương nên chẳng bao giờ xem xét em dâu biết giờ anh thích ăn thịt gà thì nó cũng tiện thể thịt sang ngoại một con gà ở đâu chả có nhưng cái chính là gà thảo nuôi nên rất ngon đến trưa chú tiếm tôi về cùng ăn vài miếng thịt gà tiếm hương lại mang về khoanh giò và đĩa xôi cho con dâu nghĩ giờ anh sẽ không nấu cơm tiện thể thảo lại hỏi bố mẹ cưới cho thắng đã chuẩn bị được đồ nội thất chưa chú tôi mới nói thì còn tận 2 tháng, cứ thư thư cũng được. Thảo lại dục. Cứ sắm dần giường tủ đi, không lại cuốn lên hết đó bố. Không mua dội thì mình cứ xem trước mà tham khảo giá cả nọ kia. Chú tôi cực cù, tỏ ý đồng tình, còn thím tôi mới thực tình giải bày. Giờ bố mẹ đầu tư xây chuồng lợn rồi mới giúp chị thương mày làm nhà nên tiền không có sẵn. Tàu đang tính đồi quế trên làng ban. Cũng 10 năm rồi, giờ thu về sẽ được một món kha khá. Cũng coi như hòm hòm lo công việc cho em tương thức đầy đủ thoải mái. Thảo lại tò mò. Vậy mẹ gọi người chưa? Thiếm tôi đáp lại con gái. Chưa, này mai mẹ bảo ông cấn, ông cả, mấy người buôn quế ấy xem ai ưng mà được giá tốt thì tao bán. Dân anh mừng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm trò. Quế càng để lâu càng có giá, phòng bọn con, đồ dùng cũng tốt, bố mẹ không cần bán quế dội đâu ạ. À. Thiếm tôi quay lại nhìn con dâu triều mến vì cảm thấy cô ả là đứa rất lành tính và hiểu chuyện. Thế rồi thiếm lại nói, mẹ chỉ có mình thằng Thắng là con trai nên phải lo tươm tất chứ, chỉ cần chúng mày hòa thuận và yêu thương nhau. Giờ ngành là dẻ rất cảm động dạ con cảm ơn bố mẹ đã lo cho bọn con nhiều như thế ạ à. thảo cũng thêm lời mợ không phải nghĩ quế cũng to rồi mà con trai cưới vợ lo sắm sửa tủ giường chăn nệm là đương nhiên thôi nói đoạn thảo quay ra nói với mẹ mình nhà chồng con có chú tên Kim, cũng chuyên buôn quế từ gỗ đến vỏ đó nói chung là bán trắng để ông ấy khai thác để nay con về báo xem ông ấy sang thế nào ông ấy cũng không để nhà mình thiệt đâu chú tôi liền đồng ý vậy mày gọi người ta ngay cho bố nhé mấy hôm tới bố cũng ở nhà thôi ông ấy đến bố sẽ đưa đến tận đồi để mà xem cây cả nhà đều ăn uống vui vẻ và thống nhất như thế lại nói về quế quê tôi nổi tiếng về loại cây vừa lấy gỗ làm củi làm kèo cột vừa chế biến vỏ thân cây xuất khẩu lại lấy lá nấu tinh dầu cứ nói đến quế là có giá trị, mà để nuôi cây tất cả chục năm nay, vì con trai mà bán thì tâm huyết ấy là bao nhiêu. Ấy vậy mà có kẻ khốn nạn, đang tâm, sẽ lấy mất số tiền bán quế đó. Không ai khác, chính là dân anh. Cô ta nghe thế thì lại trời kế hoạch trốn đi với người tình mà chờ chú thím tôi bán quế để làm một mớ Chừng một tuần sau thì ông Kim là họ hàng bên chồng của cái thảo cũng sang với thiện chí mua đồi quế nhà chú thím tôi. Ông Kim lên tiếng đề nghị. Tôi với bác bây giờ lên đồi xem quế ngay chứ. Chú tôi đương nhiên là đồng ý và còn dặn. Ừ, giờ anh em mình đi. Nhưng chú chuẩn bị tinh thần đó nhé. Đồi nhà tôi trên làng ban cơ. Từ chân đồi đi đến lưng đồi cũng 15-20 phút leo dốc đấy nhé. Ông Kim cười Bác yên tâm, trèo đồi là nghề của em. Có khéo bác lại trèo thua cả em đó. Bao năm lăn lộn, đồi cao nương thấp, khai đồi cao nương thấp, em lại chả như phượt thủ leo núi đó chứ. Chuyện thế thôi mà hai ông tóc hoa trăm, cười khà khà, trên phòng dân anh nhắn tin cho Hùng. Anh chuẩn bị sẵn sàng đi nha, có tiền thì mình đi luôn. Thì cụ thể là bao giờ? Chính xác thì chưa rõ, nhưng sắp rồi, Thế thì cứ đợi đã, bao giờ cầm tiền trong tay hẳn hay, lúc ấy mua vé lên xe đi thẳng luôn. Dưới nhà hai ông chở nhau trên con xe máy, ầm ầm như loại phân khối lớn. Trên quê tôi, người ta hay vào làng đi đường đồi, thường sử dụng loại xe ấy, rất khỏe và bền máy, lại thù chở đồ rất tốt. Đi đến chiều, hai ông mới về, lúc này cả thím tôi cũng ở nhà, Tiền thế ông Kim cũng lên tiếng bàn bạc giá cả. Thế này hai bác, em đã đi xem đồi quế nhà mình rồi. Chỗ ấy được, gió dày lắm đó. Thế cờ mà ngặt nổi xe lên khó, em lại phải cho nhân công giác xuống chân đồi. Các bác xem bán cho em bao nhiêu để em liệu. Thiếm hương tôi thông thả nói. Tôi đâu có phải dân buôn, thành thử khó ra giá, Chú cứ nói mua được bao nhiêu thì tôi với ông ấy sẽ thống nhất mà trả lời chú. Ông Kim lại làm dáng ngọt nhạt. Thôi thì em cũng biết chỗ hai bác là bố mẹ của cái thảo, cháu dầu em. Chỗ thông gia em cũng không tính toán lãi lời nhiều với các bác. Gọi là em có chút công, hai bác cũng không phải thiệt. Hai bác để cho em giá 140 triệu là hợp lý. Nhé yeah, em phải trả hai bác cao hơn nhưng tiền thuê công nhân cao quá công việc nặng nhọc mà hai bác chú tôi lại nói thì biết vậy tôi cũng đã dẫn chú đi xem thực tế anh em mình cũng hiểu rõ vấn đề là thế nào nhưng như chú nói đó quế nhà tôi giỏ dày nhiều dầu chú bán lá để họ nấu chiếc tinh dầu chắc lại cũng đủ bù tiền thuê công nhân giác cổ rồi lẻo mép chuẩn dân buông. ông khiêm lại kỳ kèo nào có được lại thế Chỗ thân tình em mới phát giá đấy đó hai bác Cũng là có thiện chí mua đó ạ à. thiểm tôi quả quyết cứng rắn đáp lại Tôi tính thế này Chú nói cũng có lý Nhưng mà giá cả cũng phải thuận mua vừa bán chứ Chú thèm cho tôi chục triệu nữa Là trăm năm chục triệu Giá ấy tôi mới cho là hợp lý Ông Kim làm vẻ nhăn nhó Thế thì khó cho em quá Thôi thì coi như giúp hai bác mua đồ cho con trai nó tươm tất. Em thêm 5 triệu nữa là 145 triệu. Quá thật không thể hơn được nữa. Em làm ăn cũng phải có chút về nuôi vợ con mà bác. Cuối cùng thì chú thím tôi nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Ông Kim lại nói. Bây giờ viết giấy tờ thỏa thuận cam kết rồi em đưa 45 triệu tiền cọc. Số còn lại tuần sau em sẽ giao cho hai bác đầy đủ và cho người đến bắt đầu khai thác thím tôi cũng tán thành. Ừ, vậy theo ý của chú nhé. Chú tôi giọng lên gác, nói con dâu. Dân anh, con mang bút giấy xuống đây, viết cái này cho bố. Cô ta ngoan ngoạn đáp. Dạ, bố. Lần này là cô ta chui thật. Ôi, đúng như là cô ta mới là chủ nhân của số tiền đó vậy. Trơ trẻn, hết sức trơ trẻn. Mà thứ cô ta muốn lấy là rất nhiều, chứ không phải là vài chục triệu đâu. Có người ta đã tham lam thì khó biết thế nào là đủ. Thế nên lòng tham sẽ phải trả giá. Đến khi ấy ai sẽ là kẻ cam tâm, không hối hận. Ngay sau khi dần anh viết biên bản mua bán thì ông Kim trao số tiền ban đầu cho chú Thím tôi mà nói. Anh chị đếm đi, 45 triệu đồng chẳng. Thiếm tôi lại giao phó cho con dâu tương lai. Dần anh con tin mắt, nhanh tay đếm tiền luôn cho mẹ nha dần anh ngoan ngoãn nhận cọc tiền đếm đến sáng cả mắt rồi đáp lại bố mẹ chồng của tôi dạ đủ rồi ạ à. ông khiêm khề khà uống chén trà rồi mới chốt mà chào về vậy là đã xong nhé, đầu tuần em sẽ dẫn quân lên khai thác và trả số tiền còn lại sau khi ông kim về thì thiếm hương tôi đem tiền đi cất dần anh cố tỏ ra không quan tâm tới thì thiếm tôi lại giận hai đứa tranh thủ đi xem giường tủ bàn phấn đi cứ chọn cái loại tốt tốt đó dân anh lại ra giả nghĩ cho bố mẹ chồng dạ bọn con chọn loại thường là được rồi còn lại để bố mẹ lo công việc ạ à. chú tôi lại nói không việc gì phải thế bố mẹ lo cho bọn mày được đằng nào cũng công mua thì chọn đồ tốt dùng cho bền mà đảm bảo Thiểm Hương cũng thêm lời. Bố mày nói đúng đó, mua đồ trẻ không mấy lại hỏng, thế còn lãng phí hơn. Đồ mình dùng thì không được tiếc. Giờ anh rơm rớm nước mắt làm vẻ cảm động. Con có đủ bố đủ mẹ, nhận được tình yêu thương của gia đình thế này con hạnh phúc lắm ạ. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Chú thím tôi bị tai diễn xuất của con dâu mê hoặc mà cảm động như muốn trớt nước mắt. Ôi chào, thế gian này lại có kẻ diễn tuần ngọt như cô ả. Đài truyền hình quốc gia hình như đã bỏ lỡ một nhân tài mất. Tối hôm ấy, dần anh lại lén ra ngoài liên lạc cho tên Hùng. Cô ta cấp gáp thông báo. Anh đặt vé đi, thứ ba mình sẽ bay luôn, thứ hai em sẽ lấy được tiền rồi. Thế nhưng Hùng lại báo cho cô ta một tin không hay. Dịch Covid bên ấy đang căng lắm, anh nghe báo lại họ đã cấm biên với chuẩn bị cấm bay, sang tuần không kịp đâu. Tối nay anh bay luôn rồi tìm cách móc nối đón em ở biên giới, em chỉ có thể vượt biên chui thôi. Dân Anh bất an mà méo máu đáp. Nhưng mà em sợ lắm, hay là anh ở lại đi mình cùng đi? Hùng lại dỗ dành. Anh không sang trước thì móc nối với bọn bên ấy thế nào để đón em sang. Hôm nay anh bay luôn rồi. Lại đi gần biên giới chờ em, anh tính kịp ngày em đến đấy luôn. Em có tiền thì giữ mấy chục triệu tiền phòng thân, còn lại thì chuyển khoản hết sang để cho anh lo. Nhớ ngay lập tức khi cầm tiền trong tay thì bắt xe lên lào cai luôn. Đến gần cửa khẩu thì gọi cho anh, rồi anh sẽ bố trí người lo cho em sang đấy. Thế là ok. Vẫn lo sợ, dần anh run run hỏi. Anh anh chắc chắn không? Em sợ quá. Hùng mất bình tĩnh mà to tiếng. Em trẻ con vừa thôi chứ Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ Dịch bây giờ phức tạp lắm Anh còn phải lo tránh dịch nữa Sau đó em sang đây Mình mới có nơi an toàn Cứ tính đàn bà như em thì chết cả lũ Dương Anh khóc nức nở Hắn ta lại dỗ Thôi nào anh sẽ lo cho em hết Có gì đâu mà sợ Giả lại từng ấy tiền Em lấy cũng chẳng bỏ Nên cứ nhắm tiền vàng gì đó Hay đồ nhỏ có giá trị Thì cứ lấy hết đi Thế là dù bất an, cô ta cũng phải chấp nhận phương án của nhân tình. Đúng như thỏa thuận cam kết, sáng thứ hai, ông Kim trước khi cho toàn bộ nhân công của mình đi lên đội khai thác thì đã đi qua và bàn giao số tiền còn lại cho chú thím tôi. Lần này lại là chân anh, Giết biên nhận và có cả thắng ở nhà. Vừa nhận tiền xong, thím đã chuối một cọc tiền cho con trai mà bảo. Hôm nay hai đứa ở nhà thì đi mua nhẫn cưới đi, đây mẹ cho chục triệu nè Thắng ngại ngần Cặp nhẫn cũng không đắt thế đâu mẹ Không mấy ai mua nhẫn cưới Bằng vàng 24k đi Nên đôi vàng tay vài triệu là được rồi Thiếm tôi vốn thương thằng con nhất Nên lại nhất quyết Chúng mày chỉ cần hạnh phúc bình yên Thì mẹ tiếc gì đâu Trước sau gì cũng là lo cho công việc của hai đứa sau khi nhùng nhằng đẩy qua đẩy lại một hồi thì thằng em tôi cũng nhận và nói với mẹ vậy mẹ cho chúng con xin ạ à? đôi trẻ lại tất tả đi ra hiệu kim hoàng anh chủ liền giở bài thao túng tâm lý hai bạn định mua đôi tầm bao nhiêu vàng cưới bên mình thì là quá đẳng cấp rồi thắng tự tin đem ra số tiền đã có dạ em mua đôi tầm chục triệu chủ cửa hàng lại xuân xoe Đấy, cưới xình là chuyện cả đời, phải chịu chi như thế. Chục triệu là mua được các nhẫn uh, 750 bên mình nè. Rồi các bạn xem ưng đôi nào, giờ bạch kim, nó mới sang. vàng 24K chỉ chủ yếu là để dành thôi. Nói dứt lời, anh ta đặt khay dạng ý ra trước mặt Dân Anh và Thắng chọn. Xem một lượt rồi Dân Anh chốt. Em mẫu này, đương nhiên là Thắng chiều người yêu nên nói cho anh chủ hiệu. Anh tính tiền cho em đôi này nha. Anh chủ vui vẻ đặt nhẫn lên cân rồi mới quay sang đáp lời khách. Đôi này theo đơn vị và giá hiện hành thì nó là 11 triệu 300. Các bạn lấy chứ, để mình đặt vào hộp gấm nhé. Thắng lấy ví rồi bỏ thêm tiền riêng của mình ra đặt đủ tiền nhẫn trên bàn rồi mới trả lời chủ tiệm. Anh gói lại cho em đi. Ông chủ chốt được khách thì mừng hớn hở. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé nhưng anh ngắm nghía chiếc nhẫn rồi lại nũng nịu với cậu em họ của tôi em muốn đeo luôn cơ thắng lại chiều vợ sắp cưới ừ vậy để anh đeo cho em kể thế để biết gia đình chú thím tôi và em họ tôi đã không tiếc một thứ gì để mong em tôi và dân anh xây dựng hạnh phúc nhưng mà cô ta lại phản bội mọi chuông đắp từ gia đình thím tôi phản bội tình yêu của thắng và lòng tin của mọi người chiều hôm ấy hôm lại gọi điện về hối thúc em hẹn tiền hôm nay mà tiền đâu rồi anh đang trên đường ra khu biên giới chuẩn bị đón em đây sao không thấy em hồi âm gì vậy dân anh lại đáp cấp em đi cùng với tháng suốt không tiện liên lạc với anh tiền có rồi nhưng em chưa tiện để lấy chỉ cần có cơ hội là em sẽ lấy luôn rồi gọi taxi đi thẳng lên lào cai lúc ấy em gọi cho anh hùng lúc này đáp lại tỉnh mơ nhưng vẫn cố tỏ ra quan tâm đến chân anh. Ừ, vậy anh đợi em. Lúc ấy, Thắng đi tới, cô ta tắt máy rồi quay ra nói với em họ tôi. Anh Hùng vừa gọi về hỏi bọn mình bao giờ cưới, anh ấy thu xếp gì, cho anh ấy sang bên đài rồi. Thắng mỉm cười không đáp, vì chẳng quan tâm đến cả trời ơi đó, nhưng chỉ là không muốn mắc lòng chân anh. Thế nhưng cô ta đến việc Hùng ở đâu, còn nói chối Thắng Thực chất gã ta ở Trung Quốc Chứ đâu phải là ở Đài Loan Một ngày như bao ngày Nhưng cuộc sống lại không ngừng thay đổi Nắng mưa cũng khác hôm qua Khi mà cậu em tôi đang lần lần với cảm xúc hạnh phúc Đến ngây ngất của kẻ si tình Sắp hoàn thành được tâm nguyện Là có cuộc sống bình thường Bên cạnh người mình thương thì dân anh lại đau đầu suy nghĩ về cách lấy trộm tiền của nhà chồng hồng để chạy theo nhân tình cả đêm cô ta cứ suy nghĩ cho đến khi gần sáng thì mới nghĩ ra một kế hay để chu toàn mọi chuyện thành thử cô ta ngủ không đủ chất khiến cho mắt thâm đen như gấu trúc người mệt lờ đờ khi ăn bữa sáng thím tôi còn xót xa hỏi con sao thế kia dân anh lại đáp nghĩ tới đám cưới con nôn nóng quá lại thấy lo lắng nữa thím tôi cười tươi rồi làm kẻ kinh nghiệm mà truyền bí kíp lại trời ơi ba mươi năm trước mẹ cũng thế thôi năm ấy lấy bố mày tính cả tuổi đẻ cũng mới có hai hai lúc ấy lì lói đất quỳ cứ ám ảnh mẹ nào thì mẹ chồng nàng dâu nào thì diệt họ diệt nhà nhưng mà may mắn thay bà nội thằng thắng cũng không quá khắc khe cổ hủ là hiểu cho mẹ và chỉ bảo tận tình thế nên con ạ à, cứ mặc số phận an bài có gì mà phải lo hơn nữa ở đây một thời gian chắc con cũng hiểu gia đình mình thế nào rồi Dần anh làm ra vẻ cảm động dạ con biết chứ ạ à, con biết bố mẹ thương con các anh chị cũng quý con và anh thắng yêu con nhưng mà đối với việc kết hôn con vẫn thấy cảm giác là lạ nhất thời cảm xúc hơi hỗn độn mẹ ạ. hương tôi vuốt tóc con dâu thủ thỉ. Ừ, mẹ hiểu tâm lý con gái, ai sắp lấy chồng đều thế cả thôi. Kết thúc câu chuyện, thiếm tôi còn khuyên con dâu nghỉ ngơi. Mệt thì nay không cần đến tiệm làm nữa đâu con, cứ ở nhà rồi chờ tháng Hai đứa đi tính xem, tìm cái audio nào chụp ảnh cưới sớm đi. Dần anh lại ngoan ngoãn dạ mẹ thắng thì cũng vui vẻ tán đồng Thì vợ cứ ở nhà nhé chiều anh về sớm mình tìm hiểu xem mấy cái tiệm ưng ở đâu thì đến đó làm việc trước với họ anh thì thích chụp ngoại cảnh hơn Dần anh lại nhẹ nhàng đáp dạ tùy ý anh em thế nào cũng được hết thế nhưng cả nhà đi vắng cô ta lại vội vã chạy sang phòng của chú thím tôi mở cassette tìm đập thình thịch chân tay run rẩy xoay từng mã một cho tới khi lần lượt cả giấy mật mã đã hoàn thành lần này cánh cửa mở ra ba cọc tiền xếp thành từng sấp không có thời gian đếm cô ta bỏ tất cả vào túi đến vàng của thím tôi cô ta cũng bỏ cả hộp cấm vào túi của mình rồi để thời gian chú thím tôi phát hiện ra mất tiền muộn hơn mà dân anh lại khóa kết đóng cửa phòng lại như cũ Tiếp theo, cô ta về phòng của Thắng mà thu dọn đồ đạc của mình vào một cái ba lô. Cô ta chỉ mang những thứ cần thiết và dài bộ quần áo. Những thứ túi sách, giày dép, mỹ phẩm hay đồ cá nhân, cô ta đều bỏ lại cả. Nghĩ tới dược biên gian nan dần hành cũng đâu thể mang quá nhiều đồ như đi du lịch được. Cái đầu tranh mảnh của cô ta đủ để nghĩ, có tiền thì mua những thứ kia đâu có khó. Đằng khi ấy, Thắng lại gọi về dân anh định không nghe nhưng sợ thắng lo lắng lại về nhà luôn thì ngộ nhỡ hỏng việc nên lại bắt máy thắng thì quan tâm hỏi vợ tương lai em đỡ mệt chưa dân anh lại làm giảm mệt mỏi dạ em đỡ rồi nhưng lại buồn ngủ anh gọi có việc gì không thắng an tâm hơn nên đáp lại anh sợ em mệt quá thôi vậy em ngủ đi trưa anh về nhé hay là anh xin anh Huy chiều nghỉ rồi? Dân Anh hờ hững đáp lại. Dạ, thi em cấp máy nhé. Không đợi Thắng đồng ý, thì cô ta tắt luôn điện thoại. Khi đeo ba lô xuống tầng dưới, nhớ ra bà thím tôi có con lợn đất để ở ngăn tủ kệ tivi thì liền lấy đi luôn. Cô ta xuống bếp, lấy con dao bản to, chú tôi để chặt xương mà chém mấy phát ở vị trí bụng lợn. Tính toán nó đã được cha khi đặt lại chỗ cũ nên tạm thời chẳng ai nghi. Thế là sau khi con lợn đất bị đập bụng ra thì tiền cũng trôi ra, đếm được hơn chục triệu, dân anh thầm cười, thế là cô ta lại dọn và đi thẳng. Thật tâm, cô ta không một chút ấy nấy hay đã động lương tâm mà hổ thẹn với gia đình chú thím tôi, thời gian qua đã đối tốt với cô ả. Tiếp đến dân anh gọi taxi để đi thẳng lên Lào Cai. Trên xe, cô ta gọi cho Hùng Em có tiền rồi, đang trên đường lên Lào Cai đây, anh bên ấy chuẩn bị xong chưa? Hùng mừng rỡ đáp. Xong hết rồi, thiếu mỗi em thôi đó, mà em không chuyển khoản cho anh luôn đi. Lúc này cô ta mới nhớ ra và trả lời nhân tình. Bây giờ em đến ngân hàng để chuyển khoản cho anh luôn đây. Hùng sốt ruột đáp lại. Ừ, em làm luôn đi. Dừng anh tắt máy rồi yêu cầu tài xế anh đưa em đến ngân hàng BIDV gần nhất nha. Tài xế nghe lệnh thì trả lời, OK em. Đến ngân hàng, cô ta bỏ túi sách ra và đặt toàn bộ số tiền trước quầy giao dịch, nói với nhân viên ngân hàng. Chị chuyển hết số tiền này vào tài khoản này cho em nha, là Thế Hùng, số tài khoản. Nhân viên muốn chắc chắn liền hỏi lại, số tiền này là bao nhiêu hả em? Để chị lệnh chuyển cho em. Lúc này dân anh mới thất hớ Cô ta không để lộ sơ hở Mà lấy lý do Có hơn trăm triệu thôi Chị làm gấp giúp em nha Mẹ em nhờ em chuyển gấp cho anh trai mượn Vì chị dâu đang ở trong bệnh viện Cần phẫu thuật gấp Vậy là chị nhân viên ngân hàng Không nghi ngờ gì nữa Sau khi đếm thì mới nói Là 183 triệu đồng em ạ à. Dân anh làm giả dội giả Dạ Nhà có bao nhiêu Mẹ em mở tủ lấy hết hai mẹ con cũng nào có kịp đếm đâu. Chị nhân viên lại im lặng và thao tác trên máy tính. Chị lát sau chị đã thông báo giao dịch thành công em nhé. Đây là biên lai. Like. Dân anh nhận lấy rồi đi thẳng ra taxi đan chờ. Cô ta chỉ kịp nhắn tin cho hùng. Em chuyển cho anh rồi đó. Bên kia hùng nhắn lại một từ. Ok. Dân anh cũng không còn thời gian nữa. Trời đã gần trưa thắng chắc chắn cũng sắp về cô ta phải tìm cách trốn thật nhanh. Qua tiệm Kim Hoàng, cô ta ra lệnh cho tài xế. Anh, anh quay lại tiệm vàng giúp em. Đương nhiên tài xế liền nghe theo chỉ thị của cô ta. Cô ạ bán hết vàng của tiệm tôi được 25 triệu 475 ngàn. Sau đó lên lầu cai thì dân anh trả cho anh tài xế taxi 700 ngàn đồng rồi gọi cho Hùng thông báo. Em đang lên trung tâm thành phố Lào Cai rồi đó, mau đón em đi hùng bây giờ lại chỉ đường em bắt xe ra cửa khẩu đi khi đến đó người của anh sẽ thu xếp cho em cả thắng và dân anh thực ra đều là hai kẻ u mê dị tình chỉ là không cùng mê nhau chính xác là dân anh không cần và không hề trân trọng tình cảm của thằng em họ tôi chỉ đơn giản là kẻ yêu hơn là kẻ đau lòng khi mà dân anh đang lo lắng tìm cách chạy sang bên kia biên giới để hội ngộ cùng với tình yêu đích thực của mình thì thắng lại lo lắng cho cô ta không ngừng trưa nắng cháy nghĩ khi về nhà thì giờ tương lai sẽ ra chào đón nhưng không thứ chào đón em tôi là cả căn nhà vắng và căn phòng nhỏ trên tầng hai cửa mở tung thắng chạy lên cầu thang vừa bước nhanh vừa gọi trong cái hụt hơi gì mệt em ơi em không có tiếng ai trả lời thắng vẫn tưởng chạy lên đến phòng thắng giật mình không hề thấy chân anh đâu vì trong suy nghĩ của thằng em tôi có thể vợ nó mệt hoặc là ngủ quên thế nhưng người không thấy mà chiếc tủ quần áo cũng bật để cánh cửa lộ mớ lộn xộn bên trong thắng xem lại thì thấy chân anh chỉ lấy có vài bộ đồ bất giác cậu gọi cho vợ thế nhưng cũng chỉ có tiếng tuốt tích gian giọng lại nghĩ chân anh có thể về nhà nên thắng lại gọi cho bố vợ ông đạt khi này đang đi buôn gỗ ở xa nên thấy số con rỉ bắt máy luôn mà trả lời có chuyện gì không hả con thắng cũng khẩn trương hỏi dạ dân anh về bên nhà bố hả bọn con hẹn chiều sẽ đi tìm audio chụp ảnh cưới con cũng đã hẹn là trưa sẽ về mà giờ không thấy dân anh đâu hết cô ấy có lẽ đã mang theo vài bộ quần áo chắc là có chuyện gấp nhưng mà con gọi điện thì không được ông đạt cũng lo lắng đáp Bố lên Thái Nguyên từ đêm qua nên không rõ. Để bố gọi về cho bà rồi sẽ báo cho con. Thắng dân dạ rồi cướp máy. Tiếp theo, cậu lại tiếp tục gọi cho cô ả. Nhưng dân anh vẫn chưa tắt máy. Trong sự lo lắng tột độ, em họ tôi cũng gọi hết cho mẹ mình. Rồi chị gái cũng như người quen, bạn bè của cả mình và dân anh. Thế nhưng cũng không có ai biết tung tích của cô ta. Cả nhà chú thím tôi và Thương cũng dội giả về. Khi cả nhà đang không biết làm sao thì ông Đạt lại gọi tới. Trong niềm hy vọng và mong chờ rằng ông ấy sẽ bảo tin con gái mình đang có việc ở đâu đó nên Thắng ngay lập tức nghe máy. Dạ con đây. Ông Đạt lại báo một tin làm dập tắt niềm hy vọng và tăng thêm sự lo lắng cho con rể. Bà nội nó nói nó không có về con ạ. À. Bố cũng sốt ruột quá. Khi còn biết nó ở đâu thì cũng hay báo cho bố luôn nhé. Thắng chán nản đáp lại. Dạ. Cấp mấy, cậu méo mặt nhờ sự giúp đỡ của cả nhà mà quay sang nhìn một lượt từ bố mẹ đến chị gái. Bây giờ phải làm sao đây? Chú tím tôi lắc đầu bất lực, nhưng thương lại đáp. Cậu lên phòng tìm xem nó mang đi những gì để đoán xem nó đi xa hay đi gần Chứ nhớ chi tiết xem trong phòng cậu thiếu những đồ gì của nó. Thắng lại lê lết bước chân nặng nề lên cầu thang, theo sau là thương. Sau khi tìm kỹ thì Thắng đáp lại. Khoảng ba bộ quần áo, chứ thỏi son và nước hoa thôi, còn lại vẫn đủ ở đây. Thương lại thắc mắc. Quái lạ, cái con bé này đi đâu? Chắc nó tính đi dài ngày nên mới mang quần áo thay đấy. Thế mà gọi cũng không nghe Đúng là tệ quá Lát sau tự nhiên Thường lại nảy ra ý nghĩ Mà nói với em trai Hay là em xuống phòng mẹ xem Hay nó sang đó Thì còn quên đồ gì không Thắng lắc đầu Tỏ ra không hề có chuyện đó Nhưng thần Phật tổ tiên mách bảo thế nào Mà đứa em họ của tôi dẫn sang phòng của bố mẹ Thấy chiếc chìa khóa kết Thiếm tôi để trong ngăn kéo Lại rơi ra thì trách mẹ Mẹ ơi, chìa khóa kết mẹ làm rơi xuống sàn thế này, ngộ nhớ lúc cuốn lên tìm lại không thấy. Thiếm tôi đang ở trong nhà bếp, giọng lên trả lời. Mẹ để trong ngăn kéo rồi đóng lại đàng hoàng mà, làm sao rơi ra được? Thường vẫn quả quyết. Mẹ cứ bảo không rơi đi, mẹ lên mà xem nè, ngăn kéo còn chưa đóng hết kia kìa. Thiếm tôi giật mình hoảng hốt, nhưng vẫn phủ nhận với con cái. Làm gì có chuyện đó, chưa rồi thím tôi lại chạy về phòng ngay, cuốn quýt và phân bua. Rõ ràng mẹ đã cất rất cẩn thận vào ngăn kéo và cũng đẩy vào tử tế. Không có chuyện để chìa khóa và ngăn kéo hờ hững thế kia đâu. Thường lúc này cũng lo lắng mà dội nói với mẹ. Có khi nào nó lấy tiền rồi bỏ trốn không mẹ? Mẹ, mẹ mới mở kết tra kiểm tra xem thế nào. Thiếm tôi tay mở kết, miệng vẫn bào chữa cho dân anh. Con bé nó không có gan làm thế đâu con Mà nó cũng thừa biết bố mẹ thu xếp tiền bạc Cũng để lo cho chúng mà Thường thì không nói gì thêm Mà nín thở chờ chiếc két được mở ra Nhưng mà cả hai người đều sốc Như muốn ngã ngửa Vì trong đó trống trơn Thường vốn có suy nghĩ Có thể dân anh làm chuyện tồi tệ đó Nhưng chỉ là phần trăm rất nhỏ Bây giờ thế này cô cũng ú ớ Không thốt nên lời Phiếm hương tôi như chết lặng mà cố khua tay tìm kiếm. Tiếp tục, bà ấy lại mở ngăn nhỏ bên trên để tìm số dạng, nhưng tất cả đã không cánh mà bay. Lúc này thím tôi mới chấp nhận sự thật là mất của, nên ngồi bệt xuống sàn mà gào khóc. Ôi ông ơi, thắng ơi, mất hết, mất cả rồi, mất sạch rồi. Chúng tôi đang trầm ngâm ngoài phòng khách, suy nghĩ về sự biến mất của con dâu, này cũng giật mình hỏi lại. Bà báo sao? Mất, là mất cái gì cơ? Chủ tôi nói dứt câu, cũng dội giả vào phòng, nhìn chiếc két trống trơn mà sốc đến không đứng vững. Thiểm tôi không nói nổi mà gào khóc thảm thiết, cứ than trời trách đất. Trời ơi ông ơi, bao năm tích góp của tôi, đứa nào đó lấy sạch đi rồi. Thương bây giờ cũng bình tĩnh mà nói. Chắc là dân anh nó lấy, chứ còn ai vào đây nữa, bố báo công an đi bố. Thắng lúc này cũng mới chạy xuống. Cậu cũng giống như mẹ mình mà soi kỹ lại từng góc trong chiếc két lớn. Bất ngờ và hốt hoảng khi chưa tìm được tung tích của chợ mà nhà lại xảy ra chuyện khiến cho Thắng cũng không biết làm sao. Thường là dục chú tôi lần nữa. Bố mau báo cho công an làm việc càng nhanh càng tốt. Giờ không có thời gian mà khóc lóc ỉ ôi hay là đi tìm nó đâu. Cứ để cho công an làm nhiệm vụ đó. Thắng bây giờ ngẩng mặt lên trong sự hốt hoảng và chịu đả kích lớn. Dù người khác có mười mươi nghi ngờ dân anh làm chuyện trộm cắp này, nhưng Thắng vẫn cãi lại. Không, không thể nào, em không tin dân anh là người như thế. Thường lại cương quyết. Thì cứ gọi công an, họ làm việc rồi kết quả khác rõ thôi. Thắng vẫn cố chấp. Để em gọi cho cô ấy hỏi đã, chị đừng dội nghi oan cho dân anh. Thường bất lực, nhìn cậu em trai luống cuống cầm điện thoại, không phải Thắng không nghĩ tới, nhưng cậu không thể chấp nhận cái suy nghĩ của mình là giống với chị cái nên cố gắng, dớt giác với hy vọng. Thế nhưng đáp lại vẫn là tiếng tuốt tích, khô khan đến lạnh lùng, thường lại dục chú tôi lần nữa. Bố báo công an đi, còn tất cả ra ngoài để giữ nguyên hiện trường. Thắng thực sự muốn ngăn cản, vì cơ hồ cậu vẫn hy vọng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, hoặc là chính Thắng lo sợ, đặt niềm tin một cách bất chấp Dạo chân anh là sai lầm. Thế nhưng còn bố mẹ mình, những người đã yêu thương, dùng đắp cho cậu từng chút. Thế nên Thắng không thể mở lời. Chú tôi quyết định, nghe theo lời con gái, gọi cho công an giải quyết. Đôi bàn tay ấy truông rảy, ấn từng phím trên chiếc điện thoại cũ. Khi đầu dây bên kia là anh đề, trưởng công an xã đã bắt máy. Chú tôi vẫn không bình tĩnh mà lắp bắp trình bày. Thưa đồng chí, tôi là Đinh Nhân Tú ở thôn Gốc Si. Báo, báo cáo đồng chí là nhà tôi bị trộm và cậy kết lấy hết tiền rồi ạ. À. Đồng chí đề hỏi lại. Bác nói rõ xem nhà bác mất thế nào, mất những gì. Chú tôi bây giờ cố gắng bình tĩnh đáp lại. Trộm nó mở kết, lấy đi toàn bộ số vàng và hơn 100 triệu đồng của gia đình tôi. Thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên đồng chí đề liền đáp. Bác giữ nguyên hiện trường và bình tĩnh nhé. Tôi và các anh em đồng chí sẽ xuống tới ngay bây giờ. Vậy là vị trưởng công an đó cướp máy. Giờ công an xã cũng là lực lượng chính quy ở huyện về nên nghiệp vụ rất tốt. Đồng chí đề tập hợp thêm ba đồng chí nữa lập tức xuống địa bàn. Đã quá trưa, trời nóng hầm hập nhưng gia đình chú thím tôi không ai ăn nổi miếng cơm. Tất cả đều có suy nghĩ của riêng mình Nhưng chung lại là suy nghĩ về dân anh Ai cũng không thể tin nổi Và cũng không mong muốn cô ta lại dám làm ra những chuyện như thế Phần thì tiếc sót tiền bạc, mồ hôi công sức của mình Đồng chí đề sau khi nhìn qua hiện trường Rồi mang máy ảnh chụp dài tắm Và quay dài video căn phòng của chú thím tôi lại Thì nói với gia đình của chú thím tôi Tất cả mọi người viết bản tường trình sự việc từ khi phát hiện ra mất tiền và vàng cho tôi nhé. Riêng bác Hương ghi rõ số tiền và vàng bị mất, càng chi tiết, càng chính xác càng tốt. Một đồng chí đi cùng, mở cặp tài liệu, mang ra phát cho bốn người nhà tiếm tôi, mỗi người một tờ giấy A4, in sẵn, cô để trống một đoạn dưới để mọi người ghi nội dung. Cũng chỉ 10 phút sau là đồng chí đề nhận được đủ bản tường trình. Sau khi đọc xong, đồng chí này mới hỏi mọi người Vậy là trước khi mất tiền dài và dàng thì còn là sự mất tích của một người vợ chưa cưới của anh Thắng phải không? Chú thím tôi và thương đều đồng thanh nói. Đúng vậy. Còn Thắng vẫn không nói nên lời. Sau đó đồng chí trưởng công an xã còn hỏi nhiều điều nữa rồi kết luận. Bây giờ tôi sẽ về báo xuống hiện về trường hợp này. Dù này cũng không nhỏ đâu. Mà cô dân anh là diện tình nghi số 1. Giờ cô ta ra trình diện thì còn có khả năng bớt tội hoặc là giải trừ nghi ngờ. Nếu không mà để huyện truy tìm và xác định được cô ta là thủ phạm thì chắc chắn là đi cải tạo khá lâu đó. Thẳng lúc này mới hốt hoảng. Xin anh từ từ báo công an huyện đem gọi cho cô ấy xem thế nào. Đồng chí đề thở dài ngao ngán, im lặng. Một người công an với cái đầu lạnh trước mặt kẻ si tình, khờ dại chắc chỉ là sự thương cảm và thất vọng thắng cũng không để phí thời gian mà gọi cho dân anh nhưng sự thật làm sao mà liên lạc được thím tôi là một người đàn bà trước nay chỉ nghĩ về tình nghĩa con người là chủ yếu dù đã xác định con dâu là thủ phạm nhưng không đành lòng để cô ta phải đi tù nên muốn cho dân anh một cơ hội nhân lúc thắng gọi điện cho cô ta thì thím tôi cũng lén ra ngoài gọi cho ông đạt ngay khi ông ta vừa bắt máy và lên tiếng Dạ chị, dân anh nó về rồi phải không chị? Thiếm tôi lòng buồn trời trời Nhưng vẫn rất nhã nhặn đáp ông ấy Anh Đạt à Dân anh nó đi đâu không vậy về. về nhà tôi lại mất toàn bộ tiền và vàng nữa Bây giờ công an cũng đã nhận định nó là nghi phạm Họ sẽ bàn giao cho huyện xử lý vụ này Vì số tài sản không hề nhỏ Một khi công an huyện họ làm lớn Thì không cứu nổi nó đâu Chuyện đi tù là đương nhiên Bây giờ nó mang trả lại tiền và giàn cho tôi thì may ra còn giúp nó được. Đây là chút tình nghĩa, tôi có thể thương nó mà tha cho nó lần này thôi. Tôi cũng không thể ngờ nó dám làm ra chuyện động trời thế này nữa. Ông Đạt thực tình đã biết con gái mình hư, nhưng tưởng nó tu tỉnh rồi, bây giờ lại thế này. Nhưng ông ta vẫn muốn tìm cách chạy tội cho con gái mà dội cầu xin. Tôi cũng không nghĩ nó lại làm chuyện dại dột thế, cờ mà sư đá rồi tôi cắn rơm cắn cỏ tôi xin chị cho đứa con gái ngu ngốc của tôi một cơ hội mà ngăn công an họ báo xuống huyện để tôi tìm nó về chịu tội cho anh chị số tiền đã mất chị hãy cứ xem như tôi chịu trách nhiệm tôi sẽ thu hồi về thiếu bao nhiêu tôi bù cho chị đủ mong chị thương tôi thiểm tôi cũng chỉ có thể đáp lại vậy anh mau tìm nó về đây càng nhanh càng tốt chưa vợ tôi không biết phải làm sao nữa sau cùng thì thím tôi tắt máy và vào nhà nói với công an xin các anh khoan hãy báo xuống huyện tôi không muốn mọi chuyện đi xa quá mà tôi cũng đã liên lạc với bố của chân anh ông ấy nói sẽ tìm nó về đây một cách sớm nhất thật tình dù phải là nó lấy hay không tôi cũng chỉ là muốn lấy lại số tiền và vàng đó chứ không mong ai phải đi tù hết chú tôi và thắng im lặng không phản đối Chị thương là không đồng tình mà quay sang thốt lên với thím của tôi. Kìa mẹ! Thím Hương lại nhỏ nhẹ khuyên con gái. Bình tĩnh đã con, cứ để nó về đây xem thế nào rồi tính. Thường nó có ý không ưng, nhưng mẹ nói thế thì liền thôi. Vì lòng ấm ức nên liền nhắn tin cho em gái mình là Thảo. Bố mẹ mất hết tiền rồi, nghi ngờ dân anh nó lấy, vậy nó cũng biến mất luôn rồi, Thảo biết tin, liền gọi lại ngay, vì tính đứa em này của tôi khá nóng nảy, nhưng thường tắt máy mà nhắn tiếp. Công an đang làm việc, không tiện nghe. Lúc này Thảo mới trả lời. Vậy để em sang ngay, không ngờ nó dám làm như vậy. Lại về phía công an, đồng chí đề cũng bất lực trước sự khoan dung của thím tôi mà đáp lại. Thôi được rồi, nếu ý của gia đình là như vậy, thì chúng ta chờ đến 5 giờ chiều hôm nay, tức là 3 tiếng nữa rồi chúng tôi sẽ phải làm theo đúng trình tự pháp luật. Nếu trong thời gian đó nghi phạm có cơ hội trốn thoát thì gia đình phải chấp nhận. Phần ông Đạt cũng gọi cho con gái, không được thì lo lắng và tức tối. Đến chục cuộc gọi sau thì mới liên lạc được, nhưng dân anh lại từ chối cuộc gọi. Chẳng là cô ta đã ra đến cửa khẩu nên mở máy ra nghe và gọi cho dân tình. Thấy bố gọi cô ta còn cấu hẳn lên. Ông già lại trách việc đây. Dân anh tắt cuộc gọi của bố để gọi cho Hùng, nhưng hắn lại chẳng nghe máy. Thế nên cô ta phải nghe điện thoại của ông Đạt trong sự điên tiết mà cắt lên. Có chuyện gì mà bố gọi lắm thế? Ông Đạt cũng mắng con gái, té tắt. Cái con nạt nô kia, mày lại làm cái chuyện động trời gì đó hả? Sao mày lấy hết tiền vàng, nhà chồng mày, họ báo công an rồi kia kìa. Nếu mày không biết đường về trình diện mà trái lại hết những thứ đó cho họ thì mày sẽ phải đi tù đó. Khi công an truy bắt, mày không trốn nổi đâu. Mau về nhà, xin chồng mày, xin họ, tha thứ, mày ra, còn kịp. Dân anh lo lắng, nhưng vẫn gắt với bố. Tôi tự lo được, bố cứ kệ đi. Cấp máy, cô ta lo lắng, run rẩy miệng lẩm bẩm. Sao lại nhanh thế được chứ? Con người có những quyết định, nhiều khi không phải bản thân mong muốn. Mà hoàn cảnh bắt buộc Dân anh cũng như thế Cô ta muốn theo người tình cao chạy xa bay Nhưng đâu có dễ dàng Khi mà dân anh mong hùng nhất Thì chẳng thể liên lạc được Cô ta lo lắng, muốn bật khóc Thế nhưng sau đó 5 phút Thì Hùng gọi lại Cô hả nức nở, thông báo với nhân tình Anh ơi, em đang ở cửa khẩu rồi Người của anh đâu, mau qua đón em đi Nhà tháng phát hiện mất tiền Đã báo công an rồi Nếu không sang đó nhanh thì em sợ bị bắt lắm em không muốn phải ở tù đâu. Hùng nghe như thế, không chút lo lắng cho chân anh, mà còn trách ngược cô ta. Em ngốc vậy, anh đã dặn phải xóa dấu vết, khóa kết, để mọi thứ như cũ, mới kéo dài thời gian bọn nó phát hiện. Em mới có thời gian tẩu thoát rồi cơ mà. Sao chưa hết ngày mà bọn nó đã biết em lấy tiền? Chân anh gào khóc. Bây giờ anh còn bắn em nữa sao? Không mau đón em sang đó đi. Hùng bây giờ mới thông báo Bên này dịch bệnh căng lắm. Anh tưởng đóng biên, vẫn có đường tiểu ngạch cho em trốn sang. Nhưng mà tìm mấy người rồi, nó đều báo quân đội bên này làm ngặt quá, nên không dám nhận dẫn người sang nữa. Lỡ ngớ bị bắt thì bỏ mạng. Dân anh hút hoảng thật sự. Bây giờ anh mới nói thế, còn em biết làm sao đây? Nhà thắng bắt em về, không thì sẽ báo xuống huyện cho em đi tù đó. Không lẽ anh muốn em đi tù sao? Sự hằng học trách móc của cô ta làm cho hùng khi lần đầu tiên cô ta thất vọng về người yêu lúc cần hắn nhất mà đặt mọi tình cảm niềm tin hy vọng vào hùng đổi lại hắn chỉ an ủi mấy câu rồi đưa ra giải pháp để em trong tình cảnh này anh cũng sót lắm nhưng mà hết cách rồi giờ một là em trốn ở đấy mấy hôm anh tìm thời cơ và tìm người nghĩ cách đem em sang hai là em quay về cầu xin nó tha thứ đợi một thời gian nó nguôi ngoai rồi sơ hở em lại trốn đi anh biết Thắng nó yêu em điên cuồng, thế nào nó cũng tha thứ thôi. Dân anh uất nghẹn, chỉ chiếc hùng. Anh nói dễ nghe vậy à? Tiền em chuyển cho anh là mong chúng ta đoàn tụ. Bây giờ anh nói em quay về. Quay về thì không phải trả tiền cho họ sao? Anh nghĩ về người không thì họ sẽ tha thứ à? Hùng lại chỗ dành. Thì anh nói em, nếu không về thì trốn ở Lào Cai. Cho anh một thời gian, anh sắp xếp còn gì? Bây giờ tình thế nó ngặt nghèo, anh thực sự không đỡ nổi. Dân anh lại gắt lên. Trốn thì biết là trốn đi đâu. Chỉ sợ không quá ba ngày thì không an đã tóm cổ rồi, kế không chạy trót được đâu. Hùng lại đưa ra chủ ý. Hay bây giờ em gọi điện cho thằng Thắng, thừa nhận đã lấy tiền, đem cho anh đầu tư. Nhưng mà nhớ là gì nó không đồng ý. Em mới làm liều như vậy, mong kiếm tiền và anh không biết gì cả chỉ như thế nó mới không nghi ngờ anh để sau này em dễ trốn sang đây với anh còn lại thì tự em liệu mà tùy cơ ứng biến nhưng anh lại khóc hu hu anh đẩy em vào thế khó như vậy anh không thương em à anh hát thế đến bây giờ lại còn bỏ mặt em còn mong em phủi anh ra để thoát tội sao hùng lại khuyên bảo không phải anh bỏ mặt em mà anh thật sự không đón em sang được trốn em cũng không trốn được mà em quay về nói sự thật lại mang tiền cho anh để bọn mình cùng đi với nhau thì em nghĩ nó sẽ tha hay sao cơn hận ghen tình nó sẽ hận mà giết em anh là nghĩ cho em và cả hai chúng ta dân anh giận quá nhưng cứng họng không nói được gì mà khóc nứt từng cơn để giải tỏa bao ấm ức cô ta thực sự rất đáng thương vì yêu đến ngu si nhưng mà đáng ghét hơn khi lại nhẫn tâm với thắng như vậy ngay lúc đó tại nhà của chú thím tôi. Công an đã về, hai người nên chỉ còn lại một đồng chí đề và một đồng chí trung úy. Khi ấy Thảo cũng vừa sang tới, với tính cách bốc đồng, sau khi chào hỏi qua thì nắm bắt tình hình, đứa em gái này của tôi phản đối quyết định của thím và trách bà ấy. Kìa mẹ, sao mẹ tha cho nó? Lại không để anh đệ báo xuống huyện cho họ lập án. Nếu nó ngoan thì mình còn thương, chứ thế này thì không tha được đâu nó phải chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ. Thiếm Hương cũng biết nói lại. Thì mẹ cũng chỉ cho nó thêm một thời gian, là cơ hội cho nó thôi. Coi như thế là hết tình hết nghĩa. Đúng lúc ấy, thì Messenger của Thắng hiện lên hình đại diện của chân anh. Cậu dội ấn vào biểu tượng máy quay để chat và chất vấn. Em đang ở đâu? Thay đồng đủ cả nhà Thắng và công an thì dân anh hốt hoảng thật sự nhưng cô ta vẫn nói dối theo ý của Hùng đã dạch sẵn. Em đi chơi thôi, bây giờ em về để nói chuyện cho nhà mình rõ. Em xin lỗi anh, đã để anh buồn và lo lắng cho em. Thảo hét lên. Vậy còn tiền của mẹ đâu? Dân anh run rẩy đáp lại. Đang trên đường về, khoảng một tiếng nữa em sẽ về tới nhà, lúc ấy em sẽ giải thích. Nói dứt cầu, cô ta cướp máy. Hai đồng chí công an vẫn điềm tĩnh, không một biểu cảm hay phát biểu gì cả đúng là dân anh căng giờ chuẩn cô ta lết xác về nhà chú thím tôi đúng hẹn thế nên mọi người bớt khó chịu hơn nhất là thím hương và thắng bây giờ trong lòng còn giận hơn cô ta chỉ vì cô ta bỏ đi là chủ yếu vậy cũng nghĩ dân anh đã mang tiền về thì thôi chắc cô ta trót dại cầm một ít đi chơi thường thì kéo dân anh vào nhà để cô ta ngồi giữa kế mà dặn hỏi Trước mặt cả nhà và các công an, em nói cho rõ chuyện như thế nào? Em đã đi đâu? Tiền có phải em lấy hay không? Số tiền và vàng của mẹ bây giờ thế nào? Cô ta lại dở bày run rẩy, khóc lóc, nức nở cúi mặt. Đồng chí đề lại lên tiếng. Yêu cầu chị bình tĩnh, để chúng tôi làm nhiệm vụ. Tiếp theo đồng chí lại hỏi dân anh. Còn cô thì trả lời câu hỏi đi. Cô có liên quan đến số tiền của bà Hương bị mất hay không? và cô đã đi đâu trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 sáng đến 15 giờ chiều nay trước khi có mặt ở đây. Dân Anh phải thú tội. Dạ, đúng là tiền và vàng là em lấy đi ạ. À. Thế rồi lập tức, cô ta quỳ xuống như đã tính toán trước mà ôm gối thiếm tội để cầu xin. Mẹ ơi, đúng là con có lấy số tiền và vàng của mẹ. Chàng con đã bán để quy ra tiền, con cho một người anh đầu tư làm ăn. Con có người anh tên là Hùng, muốn làm ăn kinh doanh, con có bạn với anh Thắng là đầu tư mà anh Thắng không đồng ý. Bây giờ anh ấy muốn hỏi con và anh Thắng dây thêm ít tiền và sẽ trả lại. Con muốn có nhiều tiền hơn nên mới làm liều ạ. À. Khi bán được vàng, cộng thêm số tiền con lấy là hơn 180 triệu. Con chuyển khoản cho anh Hùng, rồi nói dối anh ấy là anh Thắng bảo chuyển cho mượn. Nhưng mà chuyển xong, con lại sợ mẹ và anh Thắng biết sẽ giận. Nên con lên Sapa chơi vài ngày, để mọi người hết giận con sẽ về. Mà ai ngờ nhà mình báo công an, con chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi vài tháng nữa khi cưới thì anh hùng sẽ hoàn toàn trả lại cả chốn lẫn lời ạ à. con xin bố mẹ tha lỗi cho con không một ai trong cuộc đời này có thể thực sự vô cảm nhưng khi cảm xúc quá nhiều và hỗn độn lại tạo thành một thứ cảm giác khó tả lúc ấy người ta bàng quang lãnh đạm với tất cả hay nói đúng hơn là trở về trạng thái không cảm xúc đương nhiên trước khi thành như thế thì trước tiên là ném trải mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố thắng khi đó cũng hoang mang bất lực không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra và nên làm thế nào trước diễn cảnh thực sự tồi tệ trước mặt và người con gái cậu ta dành cả tấm chân tình để yêu thì nên đối diện với tình cảm này thế nào đây bên cạnh tiến thảo hỏi em trai khá lớn thắng cậu nói xem đúng là trước đó dân anh đã bàn bạc chuyện tiền nông hay đầu tư gì đó với anh nó cùng với cậu phải không nói rõ ràng cho các anh công an cùng bố mẹ và các chị nghe phải nói thật không được bên nó mà nói dối thắng lúc này mới bừng tỉnh thoát khỏi nhận thức mơ hồ mà đáp lại dạ đúng đúng là cô ấy có nói với em chuyện này được khi hai đứa chưa làm lễ dạm ngõ nhưng mà em không đồng ý anh hùng đó chỉ là anh em chơi thân nhận kết nghĩa chứ không có họ hàng gì hết. Hơn nữa anh ta kinh doanh dịch vụ karaoke nên em thấy mình không phù hợp và không cùng chí hướng. Ai ngờ dân anh không góp được thì dám trộm tiền cho mượn. Thiêm Hương tôi lúc này mới khóc nứt lên thì thất vọng và giận đứa con gái còn chưa chính thức bước về nhà làm lễ gia tiên đã dám có hành động đó. Hai người đàn ông già Thắng và chú của tôi lặng im không nói nên lời. Còn Thảo và Thương xem chừng rất giận dữ, mặt đỏ tía tai, lông sọng sọc, từng tia máu trong nhãn cậu nổi lên. Có lẽ hai cô đã rất kiềm chế để không tác động vật lý với đứa em giàu trời đánh. Đến hai đồng chí công an còn bất ngờ bối rối với màn quay xe của chân anh mà chưa thể kết luận hay đưa ra phương án nào với gia đình vào lúc này. Riêng dân anh, sau khi cầu xin, quỳ khóc, rồi nước nở cúi mặt xuống, thì bây giờ lại níu tay thắng mà kêu gian anh à anh tha lỗi cho em lần này đi anh em biết sai rồi chỉ là em tham tiền mới làm liều em muốn tương lai mình tốt hơn mong con mình ra đời được sung sướng sáng này em thử thai mới biết mình có em bé mới đột nhiên muốn kiếm tiền như vậy anh à anh vì con mà đừng giận em nha anh em hứa không có lần sau nữa đâu anh hùng cũng đã nói trước khi chúng ta làm đám cưới sẽ trả lại mà thắng sững người không thể ngờ mình được làm bố trong cái hoàn cảnh éo le như thế cậu liền hỏi lại cô ta. Em vừa nói cái gì? nhưng Anh đưa tay ra sau ba lô, lấy que thử thai ra trước mặt mọi người rồi khẳng định. Em có thai rồi, em vừa thử sáng nay. Bà thím tôi lại nhớ đến mấy lần cô ta kêu mệt, thì cho rằng là đúng biểu hiện của ốm ngán, của thương đau, nhưng mà cũng sót. Thiếm tôi kéo cô ta đứng dậy rồi cho ngồi xuống ghế mà trách mắng con ơi là con, dạy ơi là dạy. Tham tiền thì cũng phải kiếm một cách chính đáng mà đầu tư, cũng phải đảm bảo chứ. Cứ nghe hai tự kết nghĩa mà tưởng anh em sao? Nhớ ngộ người ta chạy mất thì phải làm sao? Ai là người chịu trách nhiệm đây? Đó là mồ hôi công sức chục năm trời của bố mẹ chất giả. Dạ? Là bao nhiêu sự vuông vén mẹ dành cho chúng mày đó. Dân anh lúc này chỉ biết nói có một câu. Con xin lỗi mẹ, chú tôi bớt giận vì nghĩ cũng sắp có cháu không lẽ vì thế mà bỏ bê mẹ con nó thường thì bán tính bán nghi nên chưa tỏ thái độ còn thảo lại thì thầm vào tai của chị gái một câu đầy giả nghi ngờ làm sao lại khéo trùng hợp thế chứ đồng chí đệ lúc này mới lên tiếng bây giờ gia đình muốn giải quyết sao chúng tôi là thực thi công vụ chứ không phải rảnh để xem cả nhà huyên nấu. đúng lúc ấy có tiếng gọi ở cửa thưa anh chị tôi xin phép vào được chứ đó chính là ông đạt ông ta cũng sốt ruột lo cho đứa con gái nên đến đây thấy xe máy của công an và dạ, cửa nhà mở cổng lại không khóa nên cứ đánh liều vào trong dân anh thấy bố lại làm ra vẻ dạ yếu đuối khóc nức nở gọi lên bố ơi thắng cũng lệ phép chào theo dạ bố mới sang ạ à. Chú tôi cũng chỉ biết chào thông gia mà mời ông ta anh ngồi xuống đây đi. Ông Đạt lúc này lại lên tiếng. Dạ thưa anh chị, tôi cũng mới biết đứa con gái dại dột của tôi lại làm phiền anh chị, nhưng mà cũng chưa rõ tường tận mọi chuyện ra sao. Tiếng tôi lại bắt đầu kể lễ. Giờ ngành, nó vừa về, khai rằng sáng nay nó thử thai, biết mình có bầu thì lại muốn kiếm tiền cho nên nó trộm tiền để cho anh em kết nghĩa nào đó tên Hùng, mượn làm ăn vì muốn kiếm lời mà trước đó nó có nói chuyện đầu tư với thằng thắng thì thằng thắng nó cũng không đồng ý bây giờ vì một chỉ tin mà nó cho mượn thì khác nào là thả gà trai đuổi hả anh đã thế nó lại sợ bị mắng mà muốn trốn đi chơi để nhà tôi loạn lên rồi phiền đến các anh công an nữa chứ ông đạt hiểu nguồn cơn mọi chuyện lại cúi đầu mà tỏ vẻ khép nếp của kẻ cửa dưới mà thưa với chú thím tôi nó thực sự dại dột đến thế sao nếu là tiền của nó giao cho người ta đã là ngu đây là dám lấy tiền của anh chị quả thực sai lại càng sai đó là điều ngốc nghếch điên khùng không thể chấp nhận được nhưng mà con giải cái mà hơn nữa nó cũng có thai vậy tôi cúi đầu xin anh chị cho đứa con gái ngu muội của tôi một cơ hội giả dạ bằng đúng cái hẹn thằng hùng đó nó không trả được tiền thì tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cũng là để cho cháu chúng ta mà thôi Thế nên mong anh chị đồng ý Sở dĩ ông Đạt nói Chuyện bồi hoàng Bởi ông ấy nghe đến Hùng Là biết số tiền đó sẽ không có khả năng quay trở về Nhưng vẫn muốn bao gia Hồng để cho con mình Được gia đình chồng Gọi là tốt số với đứa con gái hư hỏng của mình Chủ tiêm tội có giả xui xui Thắng nghĩ mình sắp làm bố Nên tuy giận Vẫn giận chân anh Nhưng anh nhẫn nhịn nhưng chưa từng nghĩ sẽ ruồng rẫy cô ta thảo và thương giờ cũng khó mà nói được gì đồng chí đề giờ lại hỏi chuyện đã đến thế này thì gia đình muốn giải quyết thế nào đây chú tôi đại diện và là chủ nhà đáp lại dạ thưa đồng chí trưởng công an bây giờ đã vậy truy cứu theo pháp luật cũng khó lòng cho chúng tôi quá thôi thì xin phép cho gia đình hai bên chúng tôi tự giải quyết cảm phiền các đồng chí và xin lỗi đã mất thời gian của các đồng chí. Đồng chí đề và đồng chí công an còn lại cùng đứng dậy. Thế thì chúng tôi xin phép trở về trụ sở. Hai người công an đi rồi, thiếm tôi vẫn còn đôi lời trách móc đứa con giàu nặng nợ. Ông Đạt cũng mắng con gái không ngừng. Trước mặt mọi người, nhà chồng dân anh cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi bố tôi như một đứa con gái lần đầu phạm lỗi. Lát sau cũng thương cô ả có thai Nên tím tôi lại nói với dân anh Thôi thì đã dậy rồi Không suy nghĩ nữa Còn mau lên phòng nghỉ đi Mới bầu mệt mỏi lại đi xa thế Đến là chịu Được tha bổng Cô ta mau chóng xin phép lên tầng Ông Đạt cũng không thể muối mặt Mà ở lâu nên chào về luôn Thảo và Thương Thì xì xào nói gì đó với nhau Cuối cùng Thương lại nói với em trai Cậu thắng Để dần anh nghỉ một lát Rồi đưa nó đi siêu âm xem thế nào Cái thai mấy tuần Tiện hỏi bác sĩ mua thuốc gì tốt tốt cho bà bầu Để nó uống thêm cho khỏe Phòng siêu âm tư Dưới thị trấn họ làm tới tận 8 giờ tối đó Thiếm hương tôi Cũng như chợt được khai sáng Mà thêm lời với con trai Phải đó con Thắng cũng đáp lại Dạ mẹ Quả thực cậu cũng mong em bé với chân anh Nhưng mà không thể giận vợ được nhưng con là con của mình nên chuyện thăm khám, chăm sóc cho dân anh là đương nhiên. Trên đời nhiều thứ trớ treo lắm. Không phải ai ở hiền cũng sẽ gặp lành. Đâu phải ai yêu cũng được yêu. Như thế thì cuộc đời lại hạnh phúc quá. Thế nên hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc chứ đâu phải vĩnh cửu. Thế nên vui được lúc nào thì vui, hạnh phúc được lúc nào thì mỉm cười lúc ấy. Vì bầu trời nào mà chẳng có bão giông. Chiều hôm ấy cả Thảo và Thương đều đã quay về nhà riêng với tâm trạng bực bội nhưng lòng khó giải tỏa. Và ông chú của tôi cũng bất lực bối rối mà bỏ đi đâu đó. Chỉ còn Thắng và Thiếm của tôi, cậu em họ tôi lại nói với mẹ nó. Thôi đã thế này, con thay mặt dân anh xin lỗi mẹ. Cô ấy đã suy nghĩ bồng bột, thiếu trưởng thành. Nhưng đã chọn cô ấy làm vợ thì bản thân con là chồng cũng phải có trách nhiệm. Thiếm tôi thở dài Tuy cũng buồn con dâu lắm Nhưng giờ có cháu nội an ngủi Nên đành thôi mà đáp lại con trai Mẹ cũng nghĩ thông rồi Nó dạy nhưng tính không xấu Thôi thì tha thứ cho nó Chỉ mong người ta trả tiền đúng hẹn Chứ đám cưới chúng mày đâu còn mấy tháng Lại như có chủ ý gì Thắng nhấn nhá mãi Cuối cùng mới dám nói với mẹ Về chuyện tiền nông Bố vợ con đã đứng ra chịu trách nhiệm nhưng mà cũng tội nghiệp ông ấy, hay là người ta mà không trả đúng hẹn thì bọn con không cần mua sắm hay tổ chức cổ linh đình gì nữa cũng được mẹ, chỉ cần đăng ký kết hôn hợp pháp và sống yêu thương nhau cũng đủ rồi mẹ ạ." Nghe con trai nói như thế, Thiếm tôi như muốn khóc, nghĩ tội cho nó cũng là đứa thương cha, thương mẹ. "Có phải người hiểu chuyện sẽ luôn thiệt thoại hay không?" Rồi Thiếm tôi lại hứa với nó. "Ừ." Mẹ sẽ không lấy tiền của ông Đạt đâu Còn chuyện tiền nông hay đám cưới Tính sâu Cùng lắm nếu người ta không trả đúng hẹn Thì bố mẹ cũng sẽ tổ chức cho chúng mày đơn giản Người ta có to làm to Mình có nhỏ thì làm nhỏ Dù gì cũng phải có đám cưới Để chòm xóm biết chúng mày thành vợ chồng chứ Thắng thấy ngẹn ngẹn nơi cổ họng Lần đầu tiên cậu nhận ra sự báo đời của vợ tương lai nhưng cậu em tôi vẫn chưa biết bộ mặt xấu xa của ả mà chỉ cho rằng dân anh suy nghĩ thiếu chính chắn và hành động dài dột. Trái ngược với suy nghĩ đang làm đau đầu, mệt mỏi của cả nhà chú thím tôi thì dân anh thảnh thơi lắm. Cô ta cười thầm rằng đã dắt mũi được cả nhà. Chỉ dài câu xin lỗi với nét diễn bi ai cộng thêm dăm ba giọt nước mắt đã được tha và không truy cứu. Mà chính xác, cái thài mới là con ác chủ bài để dân anh thoát nạn. Cô ta vì thế an tâm và chui giả, ngủ một giấc đến tận chiều, thắng mới lên phòng gọi. Em dậy đi, chúng ta đến phòng khám. Cô ta đang ngái ngủ. Phòng khám gì á anh? Bất lực với cô vợ vô tư, não cá vàng, lại đang xem mọi chuyện chẳng có gì. Thắng liền gắt lên. Em bị sao vậy? Đi cắm thai. Chứ đó nó làm gì? Em không muốn đi siêu âm à? Lúc này Dân Anh mới giận, mình lại biết Thắng vẫn giận nên vội vàng mở mắt rồi đáp lại đầy giá tội nghiệp. Dạ, vậy chờ em chuẩn bị một chút rồi mình đi. Em xin lỗi, chắc tại em ngán nên lúc nào cũng thấy mệt mỏi buồn ngủ. Thắng chỉ trả lời gọn gọn. Em nhanh lên đi. Rồi bước xuống nhà, Dân Anh ngay lập tức cầm điện thoại nhắn tin với ai đó một lát rồi mới thay đồ và chải tóc bước xuống nhà thấy thắng đã dắt xe ra sân đợi cô ả cuôn cuốc theo sau gặp thiếm tôi đang ngồi ngoài bậc thềm dưới nhà cô ta động lòng cúi mặt không dám nhìn mà chỉ thưa dạ con xin phép mẹ con đi khám thai ạ à. thiếm tôi giọng buồn buồn đáp lại hai đứa đi nhanh rồi về ăn tối đừng có la cà ở đâu nhé giờ ngành ngoan ngoãn đáp lại dạ mẹ Thiếm tôi nhìn theo hai đứa, lòng bà đầy lo lắng cho tương lai của con trai. Liệu một cô vợ dài dột, trẻ người non dạ có làm khổ con bà nữa hay không? Cứ tưởng dân anh là đứa nhút nhát, lại dám làm chuyện động trời và đáng thất vọng như vậy. Trên đường đi, Thắng không nói câu nào với dân anh. Cô ta biết cậu còn giận, thì có ý làm lành, khơi chuyện trước. Anh, anh muốn con giống em hay là giống anh? thắng lúc này mới lên tiếng thế nào cũng được dân anh chủ động ôm chặt lấy thắng gục đầu vào tấm lưng của cậu mà thủ thỉ em biết em sai rồi anh đừng giận em nữa mà anh cứ lạnh nhạt như vậy em bất an quá thắng thủng thẳng đáp lại là em thì em có không giận được không đó không phải là tiền của chúng ta mà là của bố mẹ dù ông bà có nói sẽ cho mình nhưng em làm như thế khó lòng ai chấp nhận nổi Dân anh lại nũng nịu Em hứa em sẽ không thấy nữa đâu mà Anh làm em lo lắng Còn sinh ra sẽ ủ rũ câu có thì sao chứ Đứa bé trong bộ mã là điểm yếu của Thắng Thằng em họ tôi lại thỏa hiệp Đừng bao giờ có lần sau nữa đó Là mẹ trẻ con rồi thì em trưởng thành lên chút đi Có gì cũng phải bàn bạc với anh chứ Chưa thấy ai ngốc như em đâu dân anh lại làm giả tội nghiệp em hứa mà tại một phòng khám từ dưới thị trấn chị y tá gọi tên mời dân anh ạ à, chị vào phòng siêu âm số 2 nhé bác sĩ đang đợi mình ở trong đó khẩn trương giúp em để chị tiếp theo còn vào dân anh hồi hộp đáp lại dạ em biết rồi khi ấy thắng đứng lên định đưa vợ vào thì cô ta cản lại phòng siêu âm chật chội giá lại bây giờ con còn bé xíu chưa phát triển hình hài để em vào được rồi lần sau anh sẽ vào cùng em nhé bây giờ em cũng bình thường khỏe ra chứ không cần dìu đỡ gì đâu thắng suy nghĩ giây lát rồi lại gật đầu vậy anh ở ngoài chờ em nha chưa đầy nửa tiếng sau dân anh hớn hở cầm phiếu siêu âm ra khỏe với thắng hơn một tháng rồi anh ạ à. chưa rõ giới tính nhưng bác sĩ bảo nhịp tim bé là 160 thì khả năng sẽ là bé gái anh ạ." À. Thắng chui giả, đội mũ bảo hiểm cho Dương Anh rồi đáp lại. "Gái trai gì cũng được hết đó, con thông minh khỏe mạnh là được em ạ. À. Bây giờ mình về luôn kéo bố mẹ mong." Từ thị trấn về nhà cũng độ dài cây số, đúng như Thắng đã đoán trước rằng thím tôi đang trông lắm, điều ấy cũng thật dễ hiểu. Khi cầm trong tay phiếu siêu âm của chân Anh, thím tôi đọc hết dòng kết luận. Bào thai ước tính 7 tuần 5 ngày trong tử cung, thì mỉm cười nói với con trai. Lần đầu thấy con thì lạ lắm nhỉ? Giờ đứa bé chắc giống hạt đậu thôi. Bố Thắng thấy thì không thích. Từ nay lo làm ăn, tích cốt cho con sau này nhé. Thắng thật thà đáp lại. Con có xem trực tiếp đâu. Giờ anh bảo mấy bữa nữa thành hình thì xem. Giờ cô ấy tự đi được rồi Nhưng mà bà nội yên tâm Bố cháu hứa là sẽ cố gắng Cho cháu đầy đủ Thiếm tôi cười tiếp mắt Mà tạm quên dù mất tiền từ hồi chiều Đứa cháu nội như kim cương bảo bối Khiến cho thiếm tôi chấp nhận tha thứ hết Không còn hờn giận Hay oán trách gì con dâu nữa Dần anh như có kim bài miễn tử Khiến cho cô ta đương đương Tự đắc lại kể rằng sự phấn khích của thằng em họ tôi khi lần đầu biết tin được làm bố thì vui sướng lắm cậu ta gửi ảnh chụp phiếu siêu âm vào nhóm gia đình cho cả hai chị gái được xem phần nào thắng cũng hy vọng xoa dịu sự giận dữ bực bội của thảo và thương thế nhưng hai cô em họ tôi sau khi được mẹ kể rõ ngọn ngành lại biết em trai không trực tiếp vào phòng siêu âm thì không lấy gì làm vui cả nhất là thảo cô nhắn tin với thương em thấy nghi nghi sao đó có gì lấn cấn đó ừ trước mắt là biết thế nhưng chúng ta cũng phải tìm cách để biết dân anh nó mang thai thật hay giả với cái thai và sự đảm bảo của bác sĩ mà dân anh lại sống như một bà hoàng trong gia đình của chú thím tôi cô ả chẳng may may nhớ lại lỗi lầm của mình mà biết tự hổ thẹn nếu đến thím hương hay cả hai chị của thắng cũng không hề nhắc đến chuyện đã qua ấy tuy thảo và thương có nghi kỵ nhưng cũng đâu thể tỏ rõ thái độ được thắng đương nhiên tin tưởng vợ tuyệt đối cậu không ngần ngại làm thêm giờ để mong tích góp thêm chút ít để cho vợ đỡ khổ thắng cũng mua bất cứ thứ gì mà dân anh muốn từ món ăn giặt hay những món đồ đắt tiền hơn cô ta vốn kém ăn này ý có bầu là dở thoái động đảnh thím tôi hầm gà quả mở liền chỉ phán một câu ngửi đã thấy mở rồi ngấy lắm Ăn xong chắc còn lên cả yến thịt Thế thôi con không ăn đâu Thiếm tội, chân hưởng vì công sức 2 tiếng đồng hồ Cũng chỉ có thế thôi Không nhiều thì ít Con cố ăn vào cho em bé có dưỡng chất Mẹ thấy con ăn giặt nhiều quá Mà bữa chính là chẳng ăn gì Thế là không được đâu con Dân anh lại xáo biện Con biết thế mẹ ạ Nhưng mà con ăn không nổi Cứ thấy đồ ăn là con ngán lắm rồi Làm sao con nuốt được chứ nhưng mà mẹ yên tâm đi, có uống sữa rồi. Cô ta nhắc đến sữa, thím tôi liền không nói gì thêm. Trong đầu bà lại có chủ ý khác. Lát sau thím tôi phóng xe đi, lúc về lại gọi con dâu. Dân anh, xuống đây mẹ bảo. Cô ả trên lầu đáp. Dạ mẹ. Cô ta vừa ngáp dở, lại ổng ẻo, từng bước rất chậm xuống từng bậc cầu thang. Lúc này thím tôi cũng đặt hộp sữa xuống bàn mà nói tiếp. Đây, mẹ vừa mua sữa bầu về đó, loại này của Nhật, người ta nói không ngấy, không gây phát vị cho mẹ và em bé phát triển tốt, mẹ cũng khỏe nữa, con lấy uống đi. Ngày pha hai lần, uống đầy đủ nhé con. Dân Anh gượng gạo đáp. Dạ, không cần đâu mẹ, con uống sữa tươi được rồi mà. Thiếm tôi nhanh tay bóp luôn hộp sữa bầu, mà lại nói. Thì sao được chứ con, sữa tươi có bao nhiêu chất cho hai mẹ con chứ, Chẳng thế mà người ta phải nghiên cứu ra loại sữa bột công thức dành riêng cho bà bầu sao? Mẹ pha cho con uống nhé. Lần đầu uống được là ngon ngay. Thiếm tôi lại lóc cốc đi pha sữa, phục vụ cho con dâu mà bưng lên tận miệng. Uống đi con. Miệng nói, tay thiếm đưa ly sữa, dân anh cũng không thể từ chối mà đón lấy. Dạ con xin. Cũng vì làm hài lòng mẹ chồng cô ta, nên cô ta đưa ly sữa lên miệng, uống một ngụm rồi mới ngửi hương vị mà phán. Sữa thơm, uống ngon lắm mẹ. Chỉ vậy thôi mà thím tôi vui mãi. Bà ấy là người phụ nữ truyền thống với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của đời trước để lại. Nên dù bản thân có thế nào thì chỉ cần gia đình an yên là được. Thế còn dân anh thì uống xong ly sữa lại lên phòng nằm ương ra giường, đúng với hai tử an dưỡng. Lúc ấy cô ta lại tranh thủ gọi điện nói chuyện với Hùng. Anh mau sắp xếp để em đi thôi, ở đây đêm dài lắm mộng. Hùng lại cắt lên. Mới có dài ngày mà làm gì em cuốn cả lên vậy? Từ từ anh mới thu xếp được chứ. Tình hình biên vẫn căng lắm, không thể qua được đâu. Dân anh lại phụng phiệu. Gần nửa tháng rồi đó, em ở đây không thoải mái, chỉ sợ dở lỡ hết. Em chịu tội cho anh bây giờ, mình em ôm sự bất an này, mà anh nhỡn nhơ được sao? Hỏi sao em an lòng cho được? Hùng lại nịnh. Em cứ bình tĩnh chứ Bây giờ thản nhiên mà nhận sự chăm sóc của nhà nó thôi Giờ đó chúng nó cũng chẳng dám làm gì em đâu Chờ một thời gian nữa thôi rồi anh qua đón em nha Dân anh tức tối Nhưng mà Chưa nói hết câu thì cô ta đã bị nhân tình gạt đi Không có nhân nhị gì hết Em có nghe anh không? Cứ thế đi Chờ đến nửa tháng thêm nữa thì có chết ai đâu Bây giờ em sống cũng thoải mái chứ lo gì Cứ kệ cho nhà nó cung phụng chẳng sướng à Đúng lúc ấy chứ nhà thím tôi nói lớn. À, sắp đến chơi với bà đó à. Thằng bé liếu lo, nói còn chưa rõ, chào bà ngoại. Con chào bà ngoại. Biết thương đến, dù nói chuyện điện thoại với nhân tình có nhỏ thế nào, cũng sợ bị phát hiện, nên dân anh dội dạ tắt máy. Cô ta thừa biết hai chị chồng không phải dễ qua mặt, thường vào nhà hỏi mẹ. Cái dân anh nó nghỉ ở nhà à mẹ? Thiếm tôi đáp lại. Ừ con, nó nghỉ ở tiệm móng rồi, bầu bí kèo mệt suốt, cho nên mẹ với thằng Thắng cũng bảo nó, thôi cứ ở nhà đã. Ăn còn chưa xong, thì làm được gì chứ? Thường lắc đầu. Mẹ chịu nó vừa thôi chứ, cứ cung phụng nó quá, rồi nó trèo lên đầu lên cổ mẹ đó. Thà cho nó vụ trộm tiền là đã quá rồi. Mà dì Thảo chứ con cũng có chuyện, dì Thảo nghi chưa chắc nó đã có thai đâu. vì muốn trốn tội mà nó lừa nhà mình thì sao? Nếu đúng là như thế, thì bọn con quyết không tha thứ. Khiếm tôi lại nói với con gái, giọng nhỏ nhẹ vì không muốn ai khác nghe thấy. Biệt nó hừ chứ con, thôi thì trót dạy mình tha thứ một lần, chúng ta không nhắc lại nữa vì nó cũng là người nhà mình rồi. Chuyện có thai chắc nó không dám lừa đâu, có lừa cũng đâu thể lừa đủ 9 tháng 10 ngày. Thường thở dài. Chưa biết thế nào đâu mẹ ạ, à. để lần sau con đưa nó đi siêu âm, chứ cậu thắng ngố nhà mình thì biết cái gì. Khi ấy Dân anh cùng bước xuống, cô ta không thể nghe hết chuyện, nhưng khi nghe hai mẹ con thím tôi xì xầm to nhỏ, lại có tật giật mình nên cô ta khó chịu, đưa mắt cườm gườm lườm nhẹ mẹ chồng và chị chồng. Đầu cô ta đang muốn thốt lên những từ độc địa để chửi lũ giặc bên ngô, nhưng không thể ngoan ngôn cho đã. Khi thường quay đầu lại thì dân anh cũng kịp cúi mặt, đưa mắt ra chỗ khác rồi giả nai chào lễ phép dạ chị đưa sóc về chơi ạ à. thường từ vụ mất trộm đã có ác cảm với em dâu nên chị đáp ừ một tiếng lấy lệ rồi dậy đứa con trai nhỏ Kìa con chào mở đi con thằng bé dâng lời con chào mở dân anh lại đon đã chạy lại chơi với cháu chồng để thể hiện sự yêu quý của cô ạ thực tình thì dân anh vốn chẳng ưa trẻ con gì cho cam với cô ta những cuộc chơi bền tiếng nhạc sập sình với ánh sáng mờ ảo mới là đáng thu hút Cho đến kỳ thương về cũng chỉ dặn Mở lúc nào đến kỳ khám thai vào đầu tháng tới Thì bảo chị đi cùng nhé Chị cũng muốn xem cháu quá cơ Tiện thế chị muốn đi khám xem thế nào Khu mặt không chút biểu cảm lo lắng Mà ngược lại chân anh cũng vui vẻ đáp lại Dạ chị, độ 10 ngày nữa em cũng đi siêu âm lại đó Thường gật đầu rồi chào mẹ ra về tối hôm ấy trời bỗng đổ mưa cơn mưa cuối mùa lạnh buốt đến tê tái ấy vậy mà ông đạt dẫn chùm áo mưa đến nhà ông thông gia dừng xe ở cửa ông ta gọi lớn anh tú chị hương có ở nhà không ạ à? Dần anh nghe giọng bố liền chạy ra mở cửa cô ta không hề lo lắng cho đấng sương thành đội mưa đội gió đến đây mà trách móc bố tối làm gì vậy ông đạt đáp lại trong sự bực bội thất vọng. Làm gì kỳ tao? Bố mẹ chồng mày có nhà không? Rồi không chờ con gái trả lời, ông Đạt phóng luôn xe vào sân, vội giả bước lên thềm, cởi bỏ áo mưa vào nhà chú thím tôi cùng với chiếc túi vải đen đều ngàn hông. Chính ông Đạt là người thấm nhất cái câu, đẻ con gái cho nó thùy mị. Vì trước thương dân anh không có mẹ nên từ bé, ông ấy luôn nuông chịu khiến cho cô ta thành ra hư hỏng. Bây giờ có hối cũng đâu có kịp nữa, nhưng mà ông ta lại sai, thêm sai khi cố gắng lấp liếm cái sai phạm của con gái. Đố rằng ông ấy tính che giấu mà bao biện cho con gái cả đời. Mà như thế thì chắc chắn chẳng được đâu. Chú thím tôi thấy ông ta thì hoan hỷ tiếp đón. Dạ mời anh vào nhà Ngoài trời mưa vậy anh nước hết rồi. Ông Đạt cũng đáp lễ. Dạ không sao, tôi sương gió quen rồi. Lúc này Thắng từ dưới bếp lên Thấy bố mẹ cũng đon đã Dạ bố đến chơi ạ à? thím Thiếm tôi liền có lời Vậy anh ngồi chơi với ông nhà tôi nhé Tôi xuống bếp chuẩn bị chút đồ Ông Đạt lại khách sáu Lại phiền anh chị rồi Nhưng trước tiên Chị cứ ngồi xuống đây cùng với anh Cho tôi thưa vài câu Chú thím tôi nhìn nhau Cảm giác có gì đó nghiêm trọng Trong câu chuyện sắp tới của thông gia Nên cùng ngồi xuống kế Chú pha trà mời ông Anh uống chén trà cho ấm bụng đi Nghe lời ông Đạt Cũng làm theo đưa chén trà lên miệng Làm một ngậm rồi khen Trà nhà anh chị Ngon quá Đúng là đậm chị Chát nhẹ rồi ngọt hậu Quá là thứ trà ngon Thiếm tôi sốt ruột lại hỏi Vậy chẳng hay anh có chuyện gì Nói cho chúng tôi mà có vẻ nghiêm trọng vậy Ông Đạt lúc này mới từ từ nói Tôi đi buồn, tận mạng ở Lào Cai Hôm nay mới có dịp về quê Muốn qua thăm anh chị Sầu là muốn trao cho anh chị thứ này Nói đức cầu Ông ta kéo chiếc túi ra Cái két Rồi đưa tay lấy sắp tiền trong đó Đặt lên bàn rồi nói tiếp Này tôi thu xếp được 30 triệu Đưa cho anh chị để phần nào Bù vào số tiền kia Quá bất ngờ Thắng chỉ biết ú ớ Nhìn bố vợ mà nói Ơ kìa bố chú tôi thì xua tay kìa xin anh đừng có làm thế chứ chuyện này chúng tôi đã giải quyết xong rồi mà oan có đầu nợ có chủ cái dân anh nó cho người ta dây tiền thì người ấy khắc phải có trách nhiệm trả chứ can gì đến anh đâu chúng tôi thực sự cũng không dám nhận số tiền này ông đạt lại chen ngang xin anh chị nghe tôi nói mấy lời đã người ta đã có cha có mẹ thì hơn con gái tôi không có mẹ để mà từ bé dạy dỗ uống nắng nó. Bản thân tôi cũng phải buông ba bên ngoài. Thành tử dần anh nó còn nhiều thiếu sót, dẫn đến hành động bồng bột. Anh chị vẫn thương mà chấp nhận con gái tôi thì tôi đã biết ơn rồi. Mà số tiền anh chị bị mất, vốn cũng là tính lo cho chúng nó. Vậy thì cũng coi như tôi lo cho con cháu của mình. Nếu anh chị không nhận thì tôi thực sự không dám nhìn mặt anh chị nữa để mà làm thông gia thím tôi lại lên tiếng. Chuyện nào nó ra chuyện đó chứ, số tiền dân anh nó lấy cho người quen mượn, chúng tôi không thể đổ lên đầu anh được. Còn chuyện anh muốn cho chúng nó thì khi đám cưới anh tùy ý chứ. Ông Đạt vẫn cương quyết. Nhưng tôi muốn là cho trước và gửi cho anh chị để anh chị lo việc cưới xin cho chúng nó. Nếu không tôi cũng chẳng an lòng đâu, xin anh chị nhận lấy giúp tôi. Hai vợ chồng chú thím tôi lại nhìn nhau liếc xem ý con trai, thắng cũng bối rối, không biết nên như thế nào. Cuối cùng chú tôi lại đưa ra quyết định. Dạ, thì chúng tôi coi như là giữ giúp chúng nó. Cảm ơn anh. Lúc này ông Đạt mới thở vào, nhẹ nhõm sau đó ông ấy ở lại, ăn cơm với gia đình của chú thím tôi, đến tối muộn, tạnh mưa mới về. Dần anh thấy bố mang tiền đến, lại có ý tức giận, nghĩ ông ấy đã làm một việc uổng công. Mấy hôm sau là sinh nhật Phượng Cũng là người yêu của Trọng, bạn Thắng Dũng cậu này rất thân với Thắng Và thực chất là một trap boy chính hiệu Phượng gọi điện mời dân anh Tối nay sinh nhật tao đó Mày với ông Thắng tới sớm nha Tiệc sinh nhật tổ chức ở Cadillac Còn hò hát Chắc vẫn là chỗ như mọi khi thôi Mà chắc hôm nay Tao sẽ đập con kim một trận đất Má nó Cứ là liếm lão trọng Rồi chị em với tao ngọt sớt vậy đó phát tao không tha được đâu. Dân Anh lại thêm lời. Cái gì? Ông Trọng nói yêu mày nghiêm túc, muốn tính chuyện lâu dài mà vẫn la liếm với con khác được sao? Thật là quá đáng. Cái thứ đồ lăng nhăng. Cô ta nói xong mấy câu, lại thấy thẹn, liêm miếm môi, im bặt. Phượng thì lại tiếp lời. Tao đâu có phúc như mày, có ông Thắng vừa chiều vừa thương mày, lại trung thủy nữa. À mày đang bầu cũng không tiện nhỉ, Vậy xong việc thì bảo ông Thắng đưa về trước nhé. Nhớ đừng có bếp xếp gì với ông ấy. Kẻ ông ấy mất ông trọng thì hỏng hết đó. Tao tính cả rồi. Dân Anh lại đáp. Thế sao mà được chứ? Dù tao không cơm được thì tao cũng phải ở lại cổ vũ mày chứ. gì phải xoắn, mày không phải lo đâu. Tao sẽ không tham gia trực tiếp. Phượng gờ cù. Được rồi, vậy nhé. Cấp máy để tao gọi cho những đứa khác nữa. Cuộc gọi kết thúc. Dân Anh mong đi quậy lắm cô ta ở nhà chưa được một tháng đã cuồng chân lắm rồi đây khi thắng về dân anh lại nói với cậu em họ tôi sinh nhật phượng nó gọi mời anh chưa thắng gật đầu xác nhận rồi anh đang tính đến đó tặng quà chút xíu rồi mình về chứ em bầu bí đi không tiện rồi mẹ cũng không đồng ý đâu dân anh lại ra điều kiện với thắng em không chịu đâu nó là bạn thân của em mà anh nói thế nào để mẹ đồng ý nếu không em cứ đi mà mẹ giận thì kệ anh đó thắng ba phần bất lực bảy phần như ba chỉ có thể thốt lên em thật là quá bướng bỉnh mà quả nhiên thím tôi không đồng ý thật bà bảo bầu bí không có nên đi tối cũng đâu có tiện tiệc tùng gì mà đi con thắng lại năn nỉ dạ con sẽ gọi taxi để đi ăn ăn xong rồi chúng con về mà mẹ nói quà nói lại Thiếm tôi phải chấp nhận, nhưng không mấy hài lòng. Bữa tiệc diễn ra gần đến cuối buổi, khi ai cũng đã ngà ngà say, thì hơn hai chục người quay quần, chủ yếu là thanh niên, thì có biến. Đến phút chót, Phượng lại thay đổi kế hoạch khi nhìn thấy Kim liếc bồ của mình say đắm. Cô ta không nhìn được, mà đập tay xuống bàn quát. Cái con ranh Kim kìa, mày la liếm bồ tao chưa đã hay sao, mà còn định tình tứ với nó, ngay tiệc sinh nhật của tao. Cái con mắt dâm đảng của mày đang định gã nó à Trông á khẩu vì bất ngờ Còn Kim thì cố cãi Chị ăn bậy chứ đừng có nói bậy nha Anh Trọng mời tôi mới tới Chứ không phải chị không biết tôi và anh ấy đã biết nhau Từ trước mà ghen bóng ghen gió đó chứ Thật là kém sang Phượng cũng không phải dạng dừa Tùng hề tất cả Sao? Mày bảo tao ghen bóng ghen gió à? Chúng mày vừa tối qua đi với nhau ở Hoàng Hà. Khách sạn tại phòng số 301, tưởng ta không biết à? Tức thì Phượng ném nguyên cái ly vào kim, rồi cả hai lao vào đánh solo với nhau. Bữa tiệc tan tành, một số kẻ càng, còn lại một số quay video clip. Thế rồi không hiểu ai xô đẩy, khiến cho dân anh ngã lăn mấy dòng, trong lúc thắng đỡ không kịp. Nào có phải ông trời dung túng cho kẻ ác lộng hành, chỉ là thiên ý nhân tự, muốn kẻ ác có cơ hội sửa đổi. Nhưng nếu không hối cải, đương nhiên sẽ bị trừng trị thích đáng. Không một bí mật nào có thể che giấu được mãi, không một vết nhơ đen tối nào có thể che đậy được mãi mãi. Tất cả số phận đã an bài theo sự sắp xếp của Thượng Đế. Ngay cả việc dân anh ngã cũng vậy, một cú ngã nhanh, phanh phui sự thật. Khi Thắng chạy lại đỡ dân anh, thì cô ả đã sống xoài. Phượng giật mình sợ hãi, quên cả đánh ghen, chạy lại hỏi bạn Trời đất, mày có sao không? Vẫn ổn chứ? Trước mọi con mắt, đổ dồn về phía mình, cùng với sự bất an của chồng tương lai và sự lo lắng của bạn, thì dân anh tỉnh bơ, lồn cầm bò dậy đáp. Tao không sao hết đó, mày đừng có lo. Thẳng sốt sắn. Thôi bây giờ mình về luôn nhé, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra luôn. Chắc trường hợp nguy cấp, người ta vẫn sẽ làm việc. Dân anh lại một mực từ chối. Em không sao thật mà, đêm hôm viện cũng không ai khám đâu đi làm gì cho mất công chứ anh phượng lại thêm lời thôi mày về đi cứ đánh phòng khám tư nói khó khó thêm rồi trả thêm cho người ta cũng khám thôi nhanh lên đừng để tao lo sau đó không chậm trễ nữa thắng gọi taxi để về luôn bữa tiệc nhốn nháo hay mang đánh ghen cũng kết thúc thế nhưng khi đi đến trung tâm thị trấn nghe thắng nói Bác Tài trẻ vào phòng khám gần đó, thì dân anh lại dùng dằn. Em đã nói không sao rồi mà. Em thấy có đau bụng hay thế nào đâu? Em có khỏe không thì em rõ hơn ai hết chứ? Bác Tài tỏ ra dày dặn kinh nghiệm, đáp lại. Nếu cô thấy ổn thì chú cứ an tâm. Có gì sáng mai đi kiểm tra cũng được. Anh vợ bầu bốn lần, cũng sinh ba lần. Nếu động thai thì sẽ đau bụng. Nói dạy lỡ sao thì đã ra huyết rồi. Thế nên bây giờ chú cứ đưa cô về nghỉ ngơi, nếu thấy bụng đau hay thế nào thì đến viện ngay. Thắng lăng tăng, suy nghĩ giây lát rồi cũng đồng ý. Vậy anh chở em về nhà nhé. Sau khi nói địa chỉ cho bác Tài thì Thắng cũng quay sang nhìn dân anh. Cậu phần nào yên tâm hơn khi thấy vợ chẳng hề gì là bị động chạm cả. Về tới nhà, tiếm tôi cũng đợi. Bà vui vẻ khi hai đứa về sớm và cũng chẳng hề hay biết gì về chuyện ngã của con dâu. thế nhưng mà đời thì lại nhiều bất ngờ lắm. sáng sớm hôm sau, run rủi thế nào, thảo lại gặp bà Lan, mẹ của chồng ở chợ huyện. vốn chồng và thắng chơi với nhau rất lâu rồi, nên cả hai gia đình đều biết nhau. thấy thảo và bà Lan, tiến tới chủ động hỏi thăm. đứa con gái em giàu nhà cháu đi khám chưa? con bé bình an chứ? Bác cậu mong mẹ con nó ổn, chứ cũng không biết sao bây giờ. Thảo ngước mắt nhìn bà Lan không chớp Dạ sao ạ, à? bác nói em dâu cháu, làm sao chứ? Bà Lan cũng khừng lại, sau đó như hiểu ra vấn đề nên nói tiếp. Chết thật, hai đứa nó chắc sợ gia đình lo lắng nên giấu rồi. Thằng Trọng nhà bác về kể rằng hôm qua sinh nhật lại có chuyện gì đó mâu thuẫn, nên cậu đã không may con bé em mày nó bị ngã, và thằng Thắng đưa nó về luôn. Bác cũng mắng cái thằng Trọng một trận rồi đó. Ai đợi bạn bè nó đến, không đảm bảo an toàn, để xảy ra chuyện không hay, lại lo cho con bé em dâu mày đang mang bầu nữa chứ. Thảo hiểu rõ câu chuyện, dội nói. Nhà cháu nào có ai biết gì đâu bác. Để cháu sang bên nhà, hỏi chúng nó xem sao. Bọn này chuyện vậy mà giấu, giấu giếm cái gì không biết nữa. Thầy giảng thảo hớt hải, Chạy lại chiếc xe máy dựng bên sạp hàng gần đó, bà Lan gọi giới theo. Thế cờ mà, đừng có mắng mỏ bọn nó nặng lời nhé, không lại âm mỹ nhà cửa. Mà Thảo lúc đó đã lên xe phóng dèo đi, chứ chả cần biết, cũng không thể nghe ra bà Lan đã nói gì thêm nữa. Sang bên nhà của em họ tôi, lại gọi toán lên. Thằng Thắng, thằng Thắng đâu rồi, ra ngay cho chị. Thiêm hương tôi ra mở cổng, cũng bất an hỏi con gái. Có chuyện gì vậy con? Thắng nó đi làm rồi, chỉ có cái dân anh ở nhà thôi. Thảo vừa xuống xe thì hấp tấp trình bày. Con nhà bà Lan, mẹ thằng Trọng nói hôm qua hai đứa nhà mình đi sinh nhật con bé người yêu, con bà ấy, thì không biết trong đám ấy xô xác gì mà cái dân anh nó bị ngã đó. Chả biết đã lôi nhau đi khám xét siêu âm gì chưa, mà kết quả thế nào lại cháu nhẹm đi. Thiểm tôi cũng lo lắng, chạy vào nhà toan lên lầu, gọi con dâu, nhưng thảo lại nhanh chân chạy lên trước khỏi cần sự tế nhị nào nữa thảo gõ cửa phòng rất mạnh vừa gõ vừa gọi dân anh mau ra đây chị hỏi nhanh lên cô ả trong đó đang ngùng dùng nằm nghe nhạc giật mình mở cửa thấy chị thảo với khuôn mặt đỏ như cất cũng hơi rén mà hỏi lại dạ có chuyện gì vậy ạ à? thảo vào vấn đề hôm qua đi sinh nhật người yêu thằng trọng mờ bị ngã đúng không đã đi khám chưa thế nào rồi dân anh ấp ủng dạ em không sao đâu không có dấu hiệu đâu hay là gì cả cho nên em bảo anh thắng không cần đi khám khảo lắc đầu thế là không có được ngay bây giờ mở đi với chị ai lại chủ quan như thế dân anh lại muốn trốn tránh dạ không cần đâu chị để chiều em gọi taxi đi cũng được rồi mà khảo gắt lên đây ngày muốn taxi thì chị gọi cho hết lý do lại sợ tính cách có phần mạnh mẽ và cứng rắn của thảo nên cô ta cũng phải miễn cưỡng mà lên taxi thảo gọi thế nhưng cô ta yêu cầu dạ chị đến phòng khám happy mama nhé chị em trước khám rồi siêu âm ở đó trước được nhân viên ở đó lại nhiệt tình chu đáo nữa thảo lúc ấy mãi suy nghĩ nên không trả lời nhưng anh lại tưởng chị chồng đã đồng ý nên phần nào yên tâm nhưng cô ta đâu biết rằng thảo đang liên kết mọi dữ liệu và thái độ của chính cô ta đã làm thêm phần nghi ngờ đứa em dâu này thế rồi đến gần bệnh viện thảo bất ngờ nói với tài xế dạ chú cho cháu vào đây nha dân anh giấy nãy ơ ừ, nhưng mà em muốn đi khám dịch vụ cơ mà thảo lại áp chế cứ khám bệnh viện huyện đã chết ai nghe theo chị đi ở đây cũng không hề thua kém bên phòng khám tư đâu dương Anh tức giận, bất lực, phải nhăn nhó khó chịu bước xuống xe mà hầm hực đi vào. Đến kỳ được gọi tên, cô ta hồng dở trò mà chạy vào phòng siêu âm trước rồi nói nhỏ với bác sĩ. Bác giúp cháu với cháu xin bác đó. Nhưng vị bác sĩ già đã từ chối. Chuyện này bác chịu, lương tâm và trách nhiệm, không thể để bác làm như thế. Lúc này Thảo vào theo nên cả bác sĩ và Dân Anh đều im lặng y tá đã chuẩn bị thoa dung dịch lên để siêu âm. Nhưng những gì đã chứng kiến thì Thảo đoán chuyện không đơn giản. Bác sĩ đưa máy soi tỉ mỉ từng chút một qua phần da thịt thì tử cung cũng đã hiện lên rất rõ. Thế nhưng trong đó chẳng có gì cả. Bác sĩ kết luận cho y tá đánh máy. Tử cung trống không có gì bất thường. Lập tức dân anh khóc rỗng lên. Vậy là con của cháu không còn hai bác sĩ. Hai ngày trước đã có tim thai rồi cơ mà. Bác sĩ im lặng thở dài. Với trình độ chuyên môn và máy móc y khoa, bà có thể phanh phui sự thật. Nhưng một chút yếu lòng muốn giữ thể diện cho cô bệnh nhân trẻ nên không trực tiếp phản bác dạch trần cô ta. Bởi thế dù biết thừa dân anh, bầu là giả, lại giờ giả mất con, nhưng Thảo cũng đành làm bộ tin em dâu mà ai ngủi. Mở bình tĩnh đi đã, buồn thì cũng phải chấp nhận thôi, cứ coi như em bé không có duyên, rồi con lại sẽ về thôi. Dần anh lại cốc nước nở hơn. Chị ơi, em hối hận quá, là em chủ quan, không biết em bé đã mất lúc nào. Thật sự hôm qua không hề có dấu hiệu đau bụng hay là ra huyết gì cả. Thảo lại nắm tay dìu cô ta. Về nhà nghỉ ngơi đi đã, bây giờ đau buồn hay là tự trách thì có ích gì chứ. Đây coi như là số phận. Thế nhưng khi dân anh ra đến cổng bệnh viện và ngồi lên taxi, rồi tỷ thảo lại vội vàng hốt khoảng thông báo. Thôi chết, chị quanh chị khóa nhà ở ghế chờ ngoài hành lang phòng siêu âm rồi. Mở chờ chị lát, chị quay lại nhé. Rồi không kịp để dân anh đáp lại, Thảo chạy rất nhanh, rất khẩn trương, như người tìm đồ thật. Thế nhưng khi dạo đến đó, Thảo song thẳng vào phòng siêu âm, vừa thở, vừa nói. Cháu xin lỗi bác sĩ, xin bác sĩ bỏ qua cho sự thất lễ này người con gái lúc nãy vào đây siêu âm là em dâu của cháu Thu thực cháu nghĩ nó trốn không có thai mà đã nói dối chứ không phải bị sảy thai bởi lẽ con bé đó khi yêu đã trộm một số tiền khá lớn của gia đình cháu cháu nghĩ nó giả bầu để nhà cháu tha thứ và chấp nhận nó làm dâu nhưng không có chứng cứ bây giờ cháu muốn nghe bác sĩ nói xem chính xác nó thế nào ạ à? suy nghĩ mấy giây lúc này bác sĩ già mới quyết định nói ra sự thật nếu quả đúng là như thế thì cái con bé này đáng sợ quá. Khi nó chưa vào siêu âm thì đã biết mình không có thai, nên xin tôi làm giả kết quả là thai khoảng 11 tuần. Thế nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi làm như vậy, nhưng để tránh chuyện không hay làm ảnh hưởng tới con bé, vì nó nói sợ gia đình biết không có thai sẽ không cho cưới, cho nên tôi không dám kết luận là không hề có thai để con bé tự nhận là đã bị sẩy thai rồi. Thảo lại nói Vậy có gì phân biệt giữa hai trường hợp sảy thai và không có thai không ạ? À? Bác sĩ lại đáp Đương nhiên là có Như em dâu chị không hề có thai thì tử cung không hề có vết tổn thương do mảnh bám nhau thai Còn người sảy thai trong vòng ít nhất một tháng sẽ biết được những tổn thương ở trong đó giống như người bước xuống cát chắc chắn phải có dấu chân chứ Thảo mừng rỡ trối trích Dạ được rồi, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ cháu sẽ gì, lật tẩy nó ngay. Nếu nó còn chối nữa, cháu sẽ bắt nó đi siêu âm xem có dám không." Chị bác sĩ già lắc đầu. "Không cần phiền phức thế đâu. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu y tá viết thêm vào phiếu kết luận, kết quả siêu âm lúc nãy của con bé đã được lưu ở bệnh viện là không có vết bám bánh nhau. Vậy là đủ để người trong chuyên môn hiểu rồi." Nói dứt câu, bác sĩ lại quay sang nói với y tá: em làm đi. Lập tức kết quả chính thức được tiến hành và phiếu siêu âm đầy đủ được in ra. Sau đó Thảo cảm ơn cô y tá cùng với vị bác sĩ mà tra về. Đến khi lên xe, Thảo lại giả giờ kêu ca, nhằm hợp thức hóa sự việc đi quá lố để dân anh không nghi ngờ. Ôi trời ơi, tiệm đến trợ mắt mới thấy đó, đậu với chả ốc chán quá đi. Rồi Thảo lại dục anh tài xế. Anh đi nhanh giúp em nha, mặt cho dân anh tỏ vẻ đau khổ đến tột cùng, thì Thảo vẫn muốn lập tức phỉ nhổ vào mặt của cô ta. Nhưng em họ của tôi vẫn cố gắng tỏ ra thương cảm để diễn lại với cô ta. Lúc sau Thảo nhắn tin cho Thím của tôi, dân anh nó bị sảy thai rồi, mẹ báo dông đạt một câu kéo người ta trách mình không quan tâm con gái họ. Không chờ mẹ trả lời lại, Thảo nhắn tin cho chị gái. Có biến rồi đó, chị sang nhà mẹ luôn đi. Gọi cả thằng Thắng về nữa Chiếc taxi đầu ở cổng Cũng là lúc ông Đạt phóng xe đến nhà thông gia Thấy kỹ đã thành Thảo thầm cười trong bụng Ông Đạt vẫn tưởng thật Nên xót xa cho con gái Cả thím tôi lúc ấy cũng không hiểu chuyện gì Nên mặt mày ủ rũ Còn động viên con dâu Thế nhưng chờ có đủ cả thương và thắng về Cùng cả nhà chú tôi đã có mặt tại phòng khách Lúc này dân anh vẫn đang diễn dai vi ai thì Thảo lại lôi tờ phiếu siêu âm kia ra, đặt xuống bàn và lật mặt ả. Thôi đủ rồi đó, diễn thế là được rồi đó. Chúng ta chơi bài ngửa với nhau đi. Cô, sao lại dám cả gan chắc mũi gia đình tôi hết lần này tới lần khác? Lần trước là trộm tiền, sau là giả có thai? Cô tính đường đi nước bước để nhà tôi không truy cứu chuyện tiền nông. Và còn có mục đích gì khác không? Hôm nay, nếu nói ra thành thật thì nhà tôi sẽ để cho cô yên ổn ra đi bằng không thì khó cho cô đó Dần anh giật mình thon thót nhưng giận cố ngoan cố chị nói gì vậy thảo chị phiếu kết quả siêu âm trước mặt bàn mà lớn giọng mắng cô tưởng qua mặt được tôi à? cô bị sảy thai mà tử cung không có tổn thương hay là dấu vết thai nhi sao tôi đã hỏi và bác sĩ kia đã chắc chắn một điều là cô không hề có thai nếu như cô còn xảo biện thì chúng ta cùng nhau đến bệnh viện lần nữa trước chứng kiến của bố cô và mọi người. Đương nhiên khi đó chúng tôi sẽ yêu cầu công an tiếp tục làm việc về số tiền kia. Thiếm tôi đã hiểu ra câu chuyện, giận đến không thở được nữa. Mà người trực như muốn đổ xuống, khiến cho thường phải đỡ lại. Chú tôi không kiềm chế được, đã thẳng tay, đập mạnh xuống bàn như một cách giải tỏa. Ông Đạt dù đã hiểu mọi chuyện, nhưng cũng bất ngờ quá với cái độ to gan của con ông bố láo Cái đứa con gái mà ông sinh ra Ông mắng Mày nói rõ xem Mày dám lừa dối mọi người hay sao Tại sao hả hết lần này tới lần khác Mày bôi trò chát trấu vào mặt của tao Tao yêu thương đầm bọc mày Thế này vẫn chưa đủ hay sao hả Thắng quá sốc Và không muốn tin vào sự thật Đưa mắt thất thần Vô hồn hỏi Dương Anh Em nói đi Em nói hết mọi chuyện một cách chân thành đi Dân anh biết không còn đường rút lui đành thú nhận Nhưng vẫn có một phần lương lẹo để lấy sự thương hại Cô ta quỳ trước tất cả mọi người mà lý nhí và khóc Dạ thưa bố mẹ và anh chị và cả anh Thắng Xin mọi người tha thứ cho con Tại lần trước con sợ bố mẹ giận không chấp nhận con nữa Cho nên con mới nghĩ ra kế giả dạ có thai và dạ mong sẽ có thai thật Nhưng mà không kịp thì đã Thảo lại quát Vậy còn cái que thử thai và kết quả siêu âm lần trước là thế nào? Cô giải thích đi. Dân Anh lại cúi mặt. Hôm đó trên đường về nhà, em đã chào hiệu thuốc và xin que của người thử rồi. Còn phía siêu âm lần trước là em nhờ người quen liên hệ với phòng khám từ bên đó để người ta chuẩn bị sẵn. Thiếm tôi bây giờ mới trách móc. Nếu như còn thành thật một lần trót dậy Mẹ cũng tha thứ nhưng còn lại dám chối trá như thế này, thì mẹ thật sự quá thất vọng con ạ. À. Sao con nỡ lòng nào đối xử với tự thương yêu của ba mẹ? Dẫm đạp lên lòng tin của mẹ như vậy chứ con. Dân anh không đáp, ông đạt quá mất mặt, xong lại tác con gái và mắng. Tao không hiểu tại sao mày làm như vậy được. Mày có còn biết suy nghĩ không? Hai người đàn ông còn lại không hiểu gì quá thất vọng hay là gì trối trí, đến mất nhận thức mà chỉ im lặng thường lúc này lại lên tiếng đưa ra ý kiến. Chuyện đã thế này rồi, có lẽ việc hai đứa cưới sinh là không thể. Còn tiền nông, cô vẫn phải có trách nhiệm hoàn trả cho gia đình của tôi. Thảo lại nêu chủ ý. Cô giết giấy nợ và đi ra khỏi gia đình của chúng tôi. Chúng tôi ghê sợ có người mang trá như cô. Nhớ viết đầy đủ và rõ ràng số tiền, còn thời hàng trả là cuối năm này. Dân Anh đương nhiên không có lựa chọn nào khác và thắng cũng chẳng bên giật ả nữa khi bước ra khỏi nhà thím tôi cô ả dẫn nước mắt lưng trọng như kẻ bị tổn thương nghĩ chỉ tội cho ông đạt phải chịu nhục nhã vì đứa con gái hư thân mất nết một thời gian sau chuyện dân anh theo hùng mới dở lỡ vì cô ta công khai bỏ sang trung quốc với hắn thế nhưng quả báo nhãn tiền hùng cũng chỉ là kẻ đầu đường xó chợ sang đó lập băng bảo kê cho người dược biên trái phép rồi còn tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia một lần không may vị băng khác là người trung quốc thành trừng mà bị đánh đến tàn phế dân anh theo hắn cũng phải nuôi hùng bằng đủ thứ nghề khổ sở rồi sau đó lại dược biên về nước có người quen gặp ả bán trứng luộc hạt dưa cho khách giảng lai trên bến lào cai lại nói về cho cậu em họ của tôi thắng lại quay về thời kỳ xem yêu đương là thú vui Miễn là sòng phẳng, đúng với châm ngôn, không thật lòng, cũng chẳng lừa dối ai. Hai năm qua rồi, thắng công mốt ai nhắc đến hai chữ lấy vợ. Mới 25 tuổi, nhưng em tôi đã chẳng tin vào phụ nữ nữa. Rồi ai sẽ đến cảm hóa trái tim của kẻ hận tình đây? Ai, rồi lại trách sao là trap boy? Nhưng mấy ai hiểu, để trở thành trap boy, người con trai ấy đã phải trải qua những gì? Thắng kỳ trước đã từng là một good boy, trên vấn đề về tiền thì sau khi dân anh bỏ đi ông đạt đã chạy dây đủ mà trả lại cho thím của tôi nghĩ ông ấy tội nghiệp gia đình chú thím tôi không dám nhận nhưng ông ta lại cầu xin hãy để cho tôi làm việc này lần cuối cùng mà giúp cho con gái của tôi trả lại cho anh chị xem như xóa nghiệp cho nó cũng là hết nợ đời với tôi từ nay tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì vì nó nữa Xem như đây là nợ kiếp trước của tôi, tôi phải trả. Từ nay mọi việc nó làm, đủ tội gì, tôi cũng không liên quan hay giúp đỡ bao che nữa. Vâng thưa quý vị, vậy là câu chuyện ngày hôm nay Tú Quỳnh mang đến cho quý vị cũng đã khép lại. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh đọc truyện truyện xưa bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, tôi Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.